Cánh đồng bất tận. Truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Con kinh nhỏ nằm vắt qua một cánh đồng rộng. Khi chúng tôi quyết định dừng lại, mùa hè hân hoan dường như cũng gom hết nắng đổ xuống nơi này. Những cây lúa chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang chưa rụng, nắm vào bàn tay là nát vụn. Cha tôi tháo cái khung tre trắng dưới sàn ghe, bày một chiếc nút chen ra, cuốn quýt nháo nhào quẩy ngược xuống mặt nước dán phèn. Một lớp phèn mới vàng sẫm quấn lại trên bộ lông của những con vịt đói, nhấp nhát thấm trên da viền khi nó chồng mình bơi đi cọng cọng. Giăng lưới rào bầy vịt lại, tôi bưng cái cà ràng lên bờ nhóm củi. Rồi ngọn lửa hơi thóp thở dưới nồi cơm đã lên tim. Người đàn bà vẫn còn nằm trên ghe, ngay cả ý định ngồi dậy cũng tan mau sao xác với những tiếng rên dài. Môi chị sưng vỡ ra xanh rờn, và tay và chân và dưới áo mà tôi đã đắp cho là một cái áo khác đã bị xé tả tơi với những mảnh thịt người ta cấu nhéo kín ngắt. Và những chân tóc trên đầu chị cũng đang tụ máu. Người ta đã lòn tay quay chú để kéo chị lê lết một quãng đường xóm trước khi dừng chân một chút ở nhà mấy chà gạo. Họ dằn ném, họ quăng giật chị trên cái nền vương vải trấu. Vai nữ chính, một người đàn bà xốc xếch đã lạc giọng, đôi lúc lả đi vì ghen tuông và kiệt sức. Nhưng đám đông rạo rực chung quanh đã vực tinh thần chị ta dậy. Họ dùng chân đá vói vào cái thân xác tả tơi kia bằng vẻ hằng học, hả hê. Quên phức vụ lúa thất bát cháy khô trên đồng, quên nỗi lo đói no giữa mùa giáp hạt. Cuộc vui hẳn sẽ dài nếu như không có một ý tưởng mới nảy ra trong cơn phấn khích. Họ dùng dao phay chặt mái tóc dài kia, dục dạ, hì hục như phạt một nắm cỏ cứng nhà cô. Khi đuôi tóc đứt lìa, được tự do, chị vùng dậy lao nhanh xuống ghe chúng tôi như một tiếng thét. Lăn qua chân tôi, đến chỗ cha, làm đổ những bao chấu cha vừa mới xếp. Đám người ngơ ngác mấy giây để chấp nhận việc con mồi bỏ chạy. Tôi mất mấy giây để háo hức thấy mình nghĩa hiệp như lục nhân tiên. Tôi lồm cồm xô ghe dạt khỏi bờ, sợ hãi và sung sướng. Tôi cầm sào chống thục mạng ra giữa sông, mắt không rời đám người đang tràn ra mé bờ trực lao xuống, nhảy nhót điên cuồng. Rồi tiếng chửi rủa chói lói chìm đi, tiếng bầy vịt tao tác kêu dưới sạp chìm đi. Trong tôi chỉ có tiếng máy cô lơ bốn nổ khang, rung bần bật dưới tay điền, khạc ra những đám khói khét lẹt đen ngòm. Khói trôi về phía sau chúng tôi, mờ nhòe những bóng người đang tuyệt vọng ngó theo. Bàn tay nào đó cầm nắm tóc chị vẫy lên phơ phất. Cha tôi không đóng vai trò gì trong cuộc tháo chạy ấy. Ông im lặng. Khi đi đã khá xa, cha ra đàn mũi cầm sào. Tôi bò vào trong ghe lấy áo đắp lên người chị, sao cho che được đôi vuông sóc gương và khoảng đùi rúng máu. Chị cười méo máu, nói cảm ơn bằng mắt và thiếp đi. Suốt một quãng đường, chị không hề thay đổi thế nằm, im lìm lạnh ngắt như người chết. Trong ghe chỉ trôi mênh mang những tiếng rên khi dài khi ngắn, khi tiêu tiểu phù so, tức nghe như tiếng nấc nghẹn ngào. Nhờ vậy mà chúng tôi biết chị còn sống, để đi với chúng tôi gần hết con sông bìm bịp đến cánh đồng hoang vắng này. Điền hơi lo lắng khi nghe chị vẫn còn rên rỉ, nghĩa là chị đã đói, nó hối tôi nấu cơm mau. Nó thấy tiếc vì trên ghe chỉ còn mấy con khô sặc mặn chát, tôi nuốt còn không vô nói chi. Nhưng chiều hôm đó và cả ngày sau, chị không ăn, chị từ chối cả nước uống. Đợi đôi môi khô đã bắt đầu nứt ra, chị mới chịu hốt một vài ngụm ít ỏi, dường như chỉ đủ ướt môi. Đói và khát, nhưng chị còn sợ đau hơn. Người ta đã gỗ keo dán sắt vào cửa mình của chị. Tôi nói lại với cha và Điền trong bữa cơm. Tôi nghe hai người lặng đi, tiếng đũa tre khua vào miệng chén ngưng bặt. Điền ngó tôi, và tôi thì đọc được sự ghê sợ, kinh tởm cồn lên trong mắt cha. Điền trang nước vào chén, lua dội vàng rồi men theo con đường đất dọc mé kinh. Nó đi vào trong xóm, tôi dặn dối theo, ghé tiệm mua giùm 1.500 đường cát. Chắc gió đã bạc mất lời tôi. Khi quay về, Điền không mang theo gì, nó lẳng lặng xòe tay trước mặt tôi. Tay nó dính một lớp gì đó bóng mượt, trong suốt và đang khô quánh lại, khiến những ngón tay đơ ra như đá. Điền bảo,
keo dán sắt. Dường như những người sản xuất ra loại keo này cũng không ngờ nó nhiều công dụng đến thế. Hai chị em tôi tỉ mẩn lột lớp keo ra. Mảng da non trên bàn tay nó bỗng đỏ nhừ, tươm máu. Chúng tôi cùng ngó về chỗ khoang ghe, nghe tiếng thở thanh thang cùng gió. Cánh đồng không có tên, nhưng với tôi và Điền, chẳng có nơi nào là vô danh. Chúng tôi nhắc, chúng tôi gọi tên bằng những kỷ niệm mà chúng tôi có trên mỗi cánh đồng. Chỗ chị em tôi trồng cây, chỗ Điền bị rắn cắn, chỗ tôi có kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Và mai này khi rơi dạt đến một nơi nào khác, nhắc đến cánh đồng này với cái tên của chị, chắc chúng tôi sẽ xốn sang. Sáng sớm ngày thứ ba, chị ngồi dậy được, ngó quanh chị hỏi: "Trời đất ơi, chỗ nào mà vắng tanh vậy nè?" Làng xóm xa xa đằng phía những rặng dừa xanh thẳm, đồng đất trống trơn, trên đôi bờ kinh chơ vơ những cây gòn, hai đứa nhỏ đầu mướt xương đang hí húi trộn thức ăn cho vịt. Nhìn chị ngạc nhiên đến ngây ngất. Giọng nói chị không bị thương tích gì hết, trong vắt và ngọt ngào. Chị hỏi: "Tắm ở đâu mới cưng?" Tôi chỉ xuống kinh. Chị ngó những dáng phèn ngao ngán. Điền nói: "Đằng kia có một cái ao. Đó là một cái hố bom cũ. Bình bát mọc quanh, rau muống chằng chịt phủ kín mặt nước, cộng rau muống ốm nhằn đỏ âu. Chỗ này hôm qua Điền đã câu được những con cá thắt lát ú mềm." Chị trầm mình dưới đó rất lâu, chẳng kỳ cọ gì, chỉ để nước lạnh chườm dịu lại những chỗ đau. Lúc chị lên bờ, tôi thấy máu lợn cợn thêm những giọt nước nhỏ xuống giữa hai đùi. Chắc chị đã làm gì với chỗ keo dán ác nghiệt ấy rồi. Rồi cũng lâu lắc, cũng cà nhắc từng bước ngắn như lúc đi, chị với tôi quay lại bờ kinh. Điền hí hửng khi thấy chị chịu mặc chiếc áo sơ mi thẫm phèn và cái quần cục quăng queo của nó. Chỉ có cha lầm lì dọn cỏ quanh chòi, chỉ có cha là hờ hững với thành quả của hai chị em tôi. Không chấp thái độ lạc lẽo của cha, chị ngó về phía người đàn ông đang gồng lưng trong nắng sớm, chuyến choáng. Ba mấy cưng đẹp trai dễ sợ. Vì lẽ đó, có phải vì cha mà chị ở lại với chúng tôi trên một cánh đồng vắng ngắt? Những vết thương đã lành rất mau. Chị cười, bị đánh hoài riết cũng quen. Tôi hỏi chị làm gì để bị đánh, chị cười: "Làm đĩ." Rồi có lẽ chị áy náy vì quá sổ sàng với chúng tôi. Chị vò đầu Điền: "Chắc mấy cưng không biết đâu." Điền nhìn tôi cười: "Chúng tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ giống như chị. Cứ mỗi mùa gặt, họ lại dập dìu trên đê, lượn lờ quanh lều của những thợ gặt, những người đàn ông giữ lúa và bọn nuôi vịt chạy đồng. Họ cố làm ra vẻ trẻ trung, tươi tắn, nhưng mặt và cổ đã nhão, nhìn kỹ phát ứa nước mắt. Đêm đến, sau các đụng lúa, họ thả tiếng cười chút chít, tiếng thở mơn man lên trời, làm nhiều người đàn bà đang cắm cúi nấu cơm cho con bú trong lều lại thắt lòng lại. Tối nào cũng mua rượu cho cha, chúng tôi cũng đi ngang qua những đôi người. Chúng tôi nhận ra họ ngay, khi không còn mảnh vải nào trên người, họ vẫn điềm nhiên cười khúc khích và uốn éo thân hình, chứ không trơ ra cam chịu như những người phụ nữ quê. Sáng sau, họ liêu xiêu biến mất, đem theo mớ tiền công ít ỏi suốt một ngày làm việc quần quật của đám đàn ông. Chị cũng giống như họ, chớm tàn tạ, đói rã ruột ở thị thành mới chạy xuống quê, cất cái quán nhỏ, giả đò buôn bán bánh kẹo lặt vặt, nhưng thực chất là làm nghề. Ở đó, đàn ông dễ tính và thiệt thà, chị sống nhờ những món tiền họ cắm câu đêm đêm, bằng tiền bán lúa vừa khô hay những buồn chuối chín. Cũng có lúc thu hoạch bất ngờ, khi chị mồi chài một người đàn ông vào trò chơi giường chiếu suốt hai ngày đêm, và chị được 1,2 triệu, đó là vốn vay xóa đói giảm nghèo. Khi về tới nhà, với 800,000 còn lại trong túi, hẳn người đàn ông ấy não nề biết bao nhiêu, oán chị biết bao nhiêu, khi thấy vợ con nheo nhóc, bu quanh nồi khoai luộc trong nhập nhoạng nắng chiều. Ăn trên mồ hôi nước mắt của người ta nên lâu lâu bị đánh cũng đáng đời, hay mấy cưng? Chị nói và ngã nghiêng cười, dường như chị thấy mình trả giá vậy cũng vừa. Mà hên nghe,
Nhờ vậy mà gặp được mấy cưng, được ở chung vậy, vui thiệt vui. Cha không vui vì có thêm một miệng ăn. Bày dịch cũng không vui, chú mổ vào chân chị mỗi khi chị bước qua rào. Bà ở đây làm chi? Để phần ăn của tụi tôi bị xén bớt. Trong máng độn toàn là cháu, ngán thấy ông với cha. Đã vậy còn bắt tụi tôi đẻ trứng để nuôi bà. Chị nhảy xổm ra, la oai oái sau khi cười, và con mắt đung đưa phía cha. Mai mốt mấy con dịch quỷ này sẽ khoái chị mấy hồi. Nhưng tôi và Điền đều biết thể nào chị cũng ra đi trong mỏi mòn. Quãng thời gian chị bên chúng tôi vì thế cũng mong manh. Nhiều khi lùa dịch ăn mất một đổi đồng, nghĩ chị bỏ đi, Điền thẳng thốt chạy về. Mấy cưng thương chị thiệt hả? Tội chưa? Chị ngạc nhiên thấy nước mắt ràn rụa trên má thằng Điền, mà chị không biết nó bị bệnh chảy nước mắt sống từ hồi 9 tuổi. Thật cảm động khi trời đánh ta tơi tả bầm dập, vậy mà hai đứa nhỏ này lại trìu mến, quyến luyến lạ lùng. Thêm một lý do nữa để chị ở lại với chúng tôi trong một mùa hạn nóng bỏng bất thường. Mùa đến sớm, vì vậy mà nắng rất dài. Mới rồi, chúng tôi dừng chân ở một xóm nhỏ bên bờ sông lớn mênh mang. Mỉa mai, người ở đây lại không có nước để dùng. Như chúng tôi đi trên đất dằn dặt mà không có cục đất trọi chim. Người họ đầy kẻ chóc, những đứa trẻ gãi đến bật máu. Họ đi mua nước ngọt bằng xuồng chèo, nín thở để nước khỏi sánh ra ngoài vì đường xa, nước mắt. Buổi chiều đi làm mướn về, họ tuột xuống ao tắm táp thứ nước chua lép vì phèn, rồi xối lại đúng hai gạo. Nước cho cơm dùng để rửa rau xong dành rửa cá. Con nít 3 tuổi đã biết quý nước, mắt lắm cũng ráng chạy ra đường đái với chậu ớt, chậu hành. Báo hạo cây bụi lá, ở đó có người con trai bảo, ước làm sao trước lúc má tôi chết, bà được tắm một bữa đã đời. Câu nói này làm tôi thương anh ta quá chừng. Hôm tôi đi, anh từng ngần bên hè hỏi nhỏ, không biết em có muốn ở lại với má tôi. Tôi lắc đầu, hai gầu nước ít ỏi của má anh, tôi nỡ nào sẽ nữa. Tôi dục cha rời khỏi cái xóm tàn tạ đó. Những cánh đồng chúng tôi qua, lúa chết khô khi mới trổ bông. Người ta không thể trồng đậu, trồng dưa vì thiếu nước. Bầy con nít giỡn nhoi trên những con kinh khô trơ lòng. Chỗ chúng tôi cắm lều cầm vịt, nước đã sắc lại sẫm một màu vàng u ám. Nhưng chúng tôi chẳng có chỗ nào nữa để đi. Từ bờ bên kia con sông bìm bịp là dùng đệm cho những cánh rừng tràm lớn. Mùa này, người ta lấy nước từ tất cả các dòng sông nhỏ, các con kinh để bơm vào rừng, chống cháy. Chúng tôi cũng không thể ngược sông bìm bìm băng qua vùng Kiên Hà. Ở đó họ kiểm dịch thú y rất gắt gao, vì dịch cúm gia cầm nghe đâu vẫn còn bùng phát khắp đồng bằng. Để bầy dịch khỏi bị chôn sống, điều đó đồng nghĩa với việc đứt vốn cho mùa sau. Bọn tôi quyết định vẫn cầm chúng ở đây. Chúng được nuôi xong chợ mỏi mòn. Ngày ngày tôi lùa dịch đi ăn mót những bông lúa khô quắt queo trên đồng. Không có nước, chúng bì bạch, chậm rì và chẳng thể đi xa. Trứng thưa thớt, những quả trứng chúng đẻ ra cũng chai ngắt, dài nhằn, nhẹ tinh, vỏ dày sần sượng. Đòi hỏi gì nữa ở những con dịch đã già, đã đẻ quần quật suốt 3 mùa trước, đã vô vọng vì ngày càng khó tìm lúa và cám trong máng thức ăn. Ngay cả nước để chúng tắm táp cũng chua lét vì phèn. Mà mùa mưa vẫn còn xa lắm. Ngày ngày Điền rủ chị đi quăng lưới, nhấc cá và tát những cái mương cạn. Cá ăn không hết, chị đem vô xóm bán và hãnh diện đưa cho cha vài 10.000 thừa sau khi đã sắm ít quần áo. Mắt chị nhìn cha đầy khiêu khích, cuộc theo đuổi vẫn còn dài cưng à. Chị đổ lì, chị tìm mọi cách để xà vào cha. Một bữa chị bảo Điền xuống ghe ngủ với tôi, còn chị sẽ lên chòi. Đó là một đêm tối nhờ nhờ, trôi trên trời một mảnh trăng mỏng leo lét. Đi ngọ quậy, xoay trở liên tục, nó kêu khó ngủ, đòi nghe tôi hát, bài gì cũng được. Nhưng Điền vẫn thao thức, dường như giọng hát tôi không át được tiếng sột phạt rạo rực trong cái chòi nhỏ trên bờ. Điền chê ngủ ghe chồng chành quá chừng, tôi biết lòng nó đang trao.
liền có những ngày bối rối, nó hay hỏi tôi, người ta thương mẹ ra làm sao? Mặt nó giãn ra khi biết cây kẹp tóc, trái dừa tươi hay con cá thác lát mà nó dành cho chị cũng giống hệt như người ta vẫn thường cho mẹ. Và niềm nhớ lúc đi xa, nỗi khao khát được nằm gần, được dụi mũi mình vào da thịt người đó, cũng tự nhiên như ý nghĩ bình thường nhất của những đứa con. Nhưng những nghi hoặc vẫn hoay hoay trong mắt Điền, và nó quyết định chịu đựng một mình, khám phá một mình. Thí dụ như đêm nay, cái gì khiến tim ta nhói, cái gì làm cho ta cảm thấy giận dữ, nặng nề. Khi tôi thức dậy, Điền đã mệt mỏi thiếp đi, nó nằm co quắp, hai tay kẹp giữa đùi, mặt buồn như phủ một lớp xương giá. Chị bước ra khỏi chòi, khoan khoái vươn vai, sự ưng ý mãn nguyện lấp lánh trên khóe mắt. Khuôn mặt chị tràn ngập ánh sáng, như chị vừa mở ra một cánh cửa mặt trời. Có một con đường nào đó trải dài trước chị. Chị cười, bảo: hồi hôm sương nhiều ghê, nó nhiễu lên mặt chị hoài, nhột gần chết. Rồi chị dành nấu cơm, chị xắn tay áo lên, hì hụi thổi lửa, đầu tóc xấp xải dính đầy dải cá. Trông chị như bà vợ tảo tần, hình ảnh ấy làm tôi ứa nước mắt. Nhưng cha tôi chỉ lạc lẽo nhếch cười, vì cái cười đó mà tôi ứa nước mắt thêm lần nữa. Cha đưa cho chị một ít tiền ngay trong bữa cơm. Khi nhà đủ mặt, tôi trả cho hồi hôm. Rồi cha điềm nhiên phủi đích đủng đỉnh đứng lên, sự khinh miệt và đắc thắng no nê trong mắt. Chị nhét tiền vào trong áo ngực, cười: trời ơi, cha mấy cưng sợp quá chừng. Điền và tôi rủ chị đi câu. Chúng tôi cho là chị buồn, dù chuyện đó khá tức cười, làm điếm được trả tiền mà buồn nổi gì. Suốt buổi không dính con cá nào, chị nói: mắc cười quá, tới mấy con cá quỷ này còn chê chị. Câu nói nghe tỉnh bơ, bâng quơ mà tuổi vô phương. Điền lặng bắt con cá rô lội xuống mương, lặng sâu móc cá vô lưỡi câu của chị. Lúc nó trồi đầu lên thì đã thấy chị cười. Trưa đó chúng tôi chầm nghịch dưới nước rất lâu. Chị cười nôn khi thấy bùn bám dưới mũi tôi xám xanh như bộ râu cũ ấu. Tự dưng nét mặt chị bỗng âu yếm lạ, như đang nựng nịu một đứa bé con. Và thằng em trai 17 tuổi của tôi đứng đực ra, chết lặng trong nỗi ngượng ngùng. Nước cồn cào chỗ bụng nó, tôi biết chị đang táo tợn làm gì ở phía dưới, rồi phát hiện ra một mất mát lớn lao. Chị thảng thốt kêu lên: trời đất ơi, sao vậy nè cưng? Chị toàn hỏi những câu hỏi khó, chỉ nghe thôi đã đau, nói chi trả lời. Như có lần chị hỏi: má mấy cưng đâu? Nhà mấy cưng ở chỗ nào? Thằng Điền đổ vọng: biết chết liền. Những chiều ghe chúng tôi đi ngang qua những người đàn bà ngồi giặt giũ dưới bến sông, tôi hay hỏi: có phải tôi vừa ngang qua má đó không? Tôi cố giữ trong lòng hình ảnh má, nhưng rồi ngày càng tuyệt vọng khi thấy nó nhạt nhòa dần. Cứ nghĩ mai này gặp lại mà không nhận ra nhau, lòng nghe buồn thiệt buồn. Má tôi hay mang son chảo ra bực sông chùi lọ nghẹ, sẵn đón ghe hàng bông mua ít rau cải tươi và bán lại những quài chuối chín bói trong vườn. Dần dần buổi chiều đám thương hồ hay lại neo ghe chỗ mấy cây mắm trước nhà. Một người bảo: không sao xa được người đàn bà có cái cười làm lấp lánh cả khúc sông. Má tôi nguyết dài: dốc. Người đàn ông cười hề hề. Tôi nói láo cô hai, cho xe đụng chết gắt. Ngay lập tức Điền thì thầm: thằng cả ở dưới ghe kiếm đâu ra chiếc xe, nó dốc. Và bằng cái vẻ ác cảm lạ lùng, thằng Điền biểu tôi nhìn khuôn mặt và tấm lưng trần chi chít những nốt ruồi của ông ta, bảo tại hồi đó má ổng mới sanh ổng ra, quên lấy lòng bàn đậy nên ruồi bu tùm lum. Cho dù người đàn ông ấy có quá nhiều nốt ruồi, cho dù chẳng cao ráo, đầu ít tóc, nhưng với chiếc ghe chở đầy giải dốc, những người đàn bà lam lũ quê tôi vẫn thường trông ngóng ông ta. Tất cả họ đều trở thành trẻ thơ khi bước chân lên ghe. Họ tíu tít, háo hức,
Họ thèm muốn đến bồn chồn, rồi dùng dần trở lên bờ với tâm trạng tiếc nuối, ngậm ngùi. Thấy mình già khi nghe qua bồ lúa giờ hớt bớt một lõm, thằng cha bán giải lấy mấy dạ mà như khứa một ít tuổi xuân đi. Cả đời, cái bồ lúa luôn làm lòng họ đau đớn khi nghĩ tới bệnh tật, chuyện cất lại cái nhà hay dựng vợ gả chồng cho con cái. Bồ lúa nhà tôi đã cạn từ sau Tết, điều đó làm má tôi hơi buồn. Nhưng người bán giải săn sái bảo, cô hai cứ coi đi, không mua cũng được. Rồi ông ta sửng sốt khi thấy má rạo rực thử ướp những khúc giải rực rỡ trên người. Chàng ơi, coi nó bình thường vậy mà khoác lên người cô hai thấy sang quá trời. Má bỗng nhiên thắt thỏm, dốc, tôi chưa bao giờ thấy cái màu đỏ lạ lùng ấy, đỏ hơn bông bùng ngoài sân, đỏ hơn máu. Má ngó chúng tôi hỏi, gì mà chân chân vậy hai đứa? Tôi nói, má lạ quá à, nhìn không ra. Má mừng quýnh, thiệt hả? Tôi muốn khóc quá chừng, má con xa lạ với nhau mà sao lại mừng. Một bữa tôi chiêm bao, chẳng đầu chẳng cuối gì, chỉ thấy dí má giãy giụa trong tấm vải đỏ lạ lùng kia, nhưng nó tiết chặt, siết lấy, siết dần, cho tới khi má thành một con bướm nhỏ chấp chới bay về phía mặt trời. Giật mình thức dậy mới hay mình ngủ quên trong kẹt bồ lúa. Con chó phèn ngoè nôn nóng cào đất rột rẹt chỗ cái lỗ chui. Chắc má tưởng hai chị em chúng tôi đi chơi nên chốt cửa trước cửa sau mất rồi. Mà Điền ngồi ém ngay đó lì ra, không cục cựa, nhìn nó mướt mồ hôi, không có vẻ gì là nó đang khóc, nhưng nước mắt chảy ròng ròng. Tôi ôm đầu nó, giấu ánh nhìn của nó vào ngực mình. Đứa 10 tuổi quay lưng lại, đứa 9 tuổi úp mặt vô áo chị nó, nhưng cả hai vẫn như thấy rõ ràng trên chiếc giường tre quen thuộc, máu ằn ngủ người dưới tấm lưng chơm chởm những nốt ruồi, họ cấu víu, vật vã, rên xiết. Đó là hình ảnh ấn tượng cuối cùng của má tôi trên nền một cái nhà nhỏ. Đằng trước có bộ bàn chữ U, bộ giạc tre, rồi đến một cái bồ lúa nhỏ dựng gần giường ngủ và gian bếp thấp. Quanh hè dài theo những lối đi ra giường, ra bến là những cục đá tảng, những thân dừa trẻ hai. Cha tôi đã hì hục lót để suốt một mùa mưa, chân má tôi không bị dính sình bụng. Suốt nhiều năm sau đó, tôi không dám nhớ má, bởi ngay vừa nghĩ đến má, lập tức hình ảnh ấy hiện ra. Theo đó là rực rỡ trên da thịt màu vải má tôi vừa đổi được, không phải bằng tiền hay lúa, mà đáng lẽ phải nhớ cái khúc má nằm võng đưa mình ngủ ấy, hay đạn má ngồi giặt áo bên hè, hay má cúi đầu giữa dần khói mơ màng, khỏi lửa bếp ung. Má có rất nhiều hình ảnh đẹp, và cả khuôn mặt lo lắng của má khi chiều ấy vẫn còn đẹp. Nhìn thấy nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt thằng Điền, má thảng thốt hỏi, màng ơi mắt con sao vậy? Tôi trả lời, dây dây chậm rãi, chắc tại nó nhìn thấy chuyện bậy bạ đó má, trưa nay nó ngủ kẹt bồ lúa. Má chết lặng nhìn tôi, cái nhìn như liệm đi trên khuôn mặt đẹp não nề, không thể giải thích vì sao tôi lại hễ hả. Và tôi luôn nghĩ rằng chính vì câu nói đó mà má tôi ra đi. Tôi chạy qua nhà hàng xóm, nói với thím Tư rằng má đi mất tiêu rồi. Cả xóm tưng bừng, kẻ mừng vì vợ mình chưa bỏ theo trai, người vui vì con đàn bà đẹp nhất xóm đã đi rồi, khỏi lo ông chồng suốt ngày thòm thèm ròm nó. Cũng có người buồn, ghe giải chắc chẳng quay lại xóm này. Mọi người bàn ra tán vào xôn xao, bắt tôi nhớ lại coi trước lúc má tôi đi có hành động gì đặc biệt mang tính dự báo không. Chuyện này quan trọng lắm, nó cho người ta tự kiểm tra trình độ trải nghiệm, suy đoán. Thí dụ như nhà nào có người mới mất, họ kêu lên, hèn chi đêm trước có nghe chim cú kêu thê thiết lắm. Nhà nào bị mất trộm, họ bảo nhau, hồi hôm tôi nghe tiếng chó sủa thiệt kỳ, là tôi ghi rồi. Nhưng chuyện ra đi của má tôi không mấy ly kỳ. Hồi chiều má con không nấu cơm. Vậy sao? Má con nằm trên giường thở dài. Vậy hả? Anh thở ra làm sao? Tôi hết biết tả, tiếng thở thường thượt, nghe buồn
mênh mông, chảy từng giọt như nước mắt. Má tôi thở dài khi nghe cha ghé bến vì biết mai mốt cha lại đi. Má tôi thở dài khi tắm, khi nước trôi dài trên làn da trắng như bông bưởi. Lúc ngồi vá những bộ quần áo cũ, mỗi lần ghe vải ghé trước bên, má cũng thở dài, tay bối rối nắn vào hai túi áo mỏng kẹt lép. Thở dài cả khi thằng Điền bảo, cho con xin tiền mua kẹo má ơi. Mọi người không tức giọng, họ cho thời gian lùi lại xa xa. Thì ra cũng đã có Điền báo trước mối hương như này tan rã. Ngay cái bữa đầu tiên, ngay lần gặp đầu tiên, má tôi ngồi khóc bên bực con sông dài. Cha tôi chèo ghe đi ngang, đã qua khỏi một quãng như gì mũi lòng. Cha quay mũi lại, cha hỏi, cô về đâu tôi cho quá gian. Má tôi ngước lên, mặt ràn rụa nước, tôi cũng không biết về đâu. Cha tôi chở người con gái tội nghiệp này về nhà, và trong thời gian suy nghĩ tính coi mình đi đâu. Má yêu cha mất rồi, sau đấy thì đẻ hai chị em tôi. Rõ ràng, quá rõ ràng, thấy chưa, má tôi chỉ quá gian một khúc đời rồi đi. Ai cũng linh tính vậy, chỉ cha tôi là không, nên bây giờ mới khóc hận cười đau. Tới đây thì biết hết chuyện nói hàng xóm ra về, giống hệt như vừa tan đêm hát. Họ xì xào đi trong đêm, tiếng gió sủa rộn lên dài theo những con đường xóm. Tôi và Điền nằm nhìn trân tráo lên nóc mùng, nghe gió hun nút trên những gọn tre già bên hè. Một hồi, thím Tư qua, thím kêu hai chị em tôi qua nhà thím ngủ. Sáng sau, thím đi chợ tới bến tàu cho hay, giờ Út Vũ bỏ nhà theo trai. Ông chủ chiếc đò chạy tuyến Hương Khánh nói lại với mấy bà bạn hàng. Và chiều lại, cha tôi mới nhận được lời nhắn ấy khi đang trên đòn dông cho một ngôi nhà gần chợ hội. Nghe nói cha tôi còn cười, giọng ra vẻ giận, bộ hết chuyện giỡn rồi sao cha nội? Có vẻ khó tin khi một người nghĩ rằng chỉ cần mình hết lòng yêu thương, gánh hết sự kiếm sống nhọc nhằn thì sẽ được sự đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười vì cha tuột xuống đất, run rẩy. Quãng hành trình về nhà có vẻ rất dài và khắc nghiệt, nó vắt kiệt cha tôi. Cha cười cay đắng khi thấy quần áo má còn treo trong nhà, còn cả cái khăn tắm và đôi dép lào cũ, như thể má đang chơi bên xóm, chỉ cần thằng Điền kêu, má sẽ sắp sải về. Mừng húm hỏi, đi chuyến này nữa là đủ tiền mua tivi màu, phải không anh? Coi kỹ thì má không đem theo gì, chi tiết đó làm đau lòng người ở lại. Nó cho thấy người đi đã chẳng suy nghĩ đắn đo, họ đã không một chút chù trừ, chỉ rủ mình cái rột sạch trơn vậy thôi. Cha đem đốt tất cả đồ đạc của má, khói bay mù mịt trong nhà, mùi vải mùi nhựa chảy khét lẹt, những cái áo hồng áo tím rúng ró lại cháy thành những giọt tro. Cha nhìn ngọn lửa, mặt đánh lại, rồi mắt bỗng rực lên, ngây ngất vì một ý nghĩ mới lạ. Chúng tôi dong ghe đi, quặn lòng ngoái lại căn nhà đang quay quắt giãy giụa trong lửa đỏ, nghe vẳng theo âm thanh lốp bốp rứt giòn, những thanh gỗ cháy và tiếng sóng diền ý ới gọi nhau. Chắc chắn sẽ có người vỗ đùi cái đét. Hồi hôm qua, ngó cái mặt u ám của Út Vũ, tôi nghi thể nào thằng cả cũng đốt nhà. Nghi đâu có đó, thiệt là y như để vậy, các cha. Kể nhiều chuyện như vậy là để trả lời chị. Nhà tôi, má tôi rốt cuộc đã trở thành tro bụi mất rồi. Nên khi hết mùa lúa chín, những người nuôi dịch chạy đồng khác đã trở về nhà, còn chúng tôi lại tiếp tục lang thang. Đàn dịch đưa chúng tôi đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, đôi khi không hẳn vì cuộc sống. Chúng là cái cớ để chúng tôi sống đời vô mục tới những chỗ vắng người. Ở đó, ít ai phát hiện ra sự khác thường của gia đình tôi, và ít ai hỏi câu, má mấy đứa nhỏ đâu? Để cha phải buộc lòng nói, chết rồi, và cười lạc khi nghe người nào đó kêu lên, màng ơi, tội hai đứa nhỏ hồn. Lần đầu tiên hai chị em tôi lạc giữa đồng, cơn mưa buổi xế chiều làm tắt rụi ánh mặt trời, và đêm tối nhanh chóng ập xuống.
mưa giăng bốn bề, những rặng vườn trở nên xa vời, mờ mịt. Căn lều và chiếc ghe của mình nằm ở phía nào vậy ta? Hiền hoang mang hỏi. Chúng tôi lội song song xuống một mé giường và rã rời tuyệt vọng xua bầy dịch quay ra. Cha tôi đã bỏ về ghe từ giữa trưa. Có thể cha đã uống rượu say và ngủ mất tiêu. Có thể cha còn thức nhưng cha không đi tìm. Khóc đã đời, một hồi thấy trời ngày càng tối, chúng tôi quyết định buông trôi, tha thểu đi theo bầy dịch. Biết đâu mai sau chúng nhớ đường về. Khi nhìn thấy ánh đèn trong leo lét đầu ghe, chúng tôi mừng như chết đi sống lại. Điền nắm tôi chạy như điên, nước đồng văng sáng trắng. Bầy dịch tao tác một phen, báo hại đêm đó bầy dịch nín đẻ. Cha tôi ngồi chờ bên cạnh cây roi, sau này đã tự học cách định hướng bằng mặt trời, bằng sao đêm, bằng gió, bằng ngọn cây. Nghĩ tới lần lạc đồng, thấy mắc cười quá chừng. Mắc cười hơn là tiền, vốn nước sành sỏi đường đi nước bước, lại bị lạc lần nữa giữa ban ngày. Nó loay hoay ở giữa một gò đất chùm gọng leo dày mịt, không biết nó vô bằng đường nào. Nhưng chẳng thể quay ra, có người đàn bà bưng rổ bánh quy lại biểu nó ăn. Đói quá thằng Điền ngốn gần chục cái, lúc tôi tìm được nó nhờ tiếng rên ư ử, bụng nó đã lặt lè và miệng đầy sình đất, quay đi quay lại không có bóng người, chỉ có cái mã lạng nằm sát đất rời rợi cỏ xanh. Những ngày sau này, tôi một mình trở lại gò đất, nhưng chờ hoài không thấy ma hiện ra. Nghe thằng Điền kể, người đàn bà đó thiệt hiền, chỉ đau đớn vuốt tóc nó và ánh nhìn chan chứa thương yêu. Tôi nghe mà khóc muốn chết, sao con ma đó không chịu giấu tôi giùm cái. Rồi tôi ngồi quẹt tay lau nước mắt đi, kỹ càng, để gương mặt an nhiên ráo ảnh. Tôi quyết không để cha thấy mình buồn, quyết không để cha bật ra cái câu, chịu chết nổi cái cảnh sống này rồi, chừng nào đi. Cha vẫn thường đánh chị em tôi, thường đánh khi vừa ngủ dậy, đó là khi người ta thấy hoang hoải chán chường. Sau một giấc dài, mở mắt ra, gió vẫn đều hiu, nắng vẫn rõ vàng trên những cánh đồng hoang lạnh. Và tôi tự nhớ lại coi như hồi sáng này, hồi trưa này mình đã làm gì giống má. Kho cá bỏ quá nhiều tiêu, hay vì tôi buộc tóc nhau nhõng, hay tại tôi ngồi bắt chí cho thằng Điền. Hay tại tôi càng lớn càng giống má. Có bữa nửa đêm thằng Điền thức giấc, nhìn thấy tôi dây lưng lại lui cui giá áo, nó thản thốt kêu, má ơi. Tôi cảm thấy mình thất trọng đến rã rời. Những thói quen, những cái gì liên quan đến má tôi phủi gần sạch rồi. Nhưng tôi làm sao có thể từ bỏ hình hài này. Tôi đành để cha đánh, để ông bớt chút đau lòng. Sau này chị em tôi không dây dứt chi cho mệt, vì hiểu thấu ra mình bị đòn chỉ vì là con của má, vậy thôi. Với chúng tôi, quãng thời gian ấy vẫn còn vui lắm. Sau này, cha tôi chán không đánh nữa. Cha thờ ơ, lạc lẽo, chuyện gì cần nói thì nói vài câu nhát gừng. Cha giao bầy dịch cho hai đứa tôi, lúc rảnh ngồi gọt đẽo những cán dao, tấm thớt hay lẳng lặng dắt cần câu đi câu cá. Vừa bán được tiền, vừa khỏi phải nhìn những đứa con của một bà mẹ bạc lòng. Thành ra, cái ghe này nhỏ, lại rộng vô cùng tận, loay hoay chỉ ba con người. Nhiều năm trôi qua, hai chị em tôi vẫn cảm thấy xa cách cha. Có lần khi đi trên sông, thằng Điền giả đò té chìm nghỉm mất tâm, tôi giả đò kêu la chói lói, cha hơi giật mình hoảng hốt, dợm lao xuống nước, nhưng rồi cha điềm nhiên ngồi lại, tiếp tục gọt đẽo. Chắc là nhớ ra thằng Điền đã lặn lội nước sông từ năm 4 tuổi, sức mấy mà chết trôi. Chúng tôi biết là khó đòi hỏi gì hơn nữa, chỉ một chút sao lòng của cha là mừng lắm rồi. Cha giống như đồ vật bằng gốm vừa qua cơn lửa lớn, vẫn hình dáng ấy nhưng đã rạn nứt, nên chúng tôi chỉ dám đứng xa mà nhìn, mũ mỉ nâng niu, nếu không thì vỡ mất. Và chiếc ghe, cánh đồng, dòng sông thênh thang mãi, tôi và Điền buộc phải tự học lấy cách sống. Nhiều khi dễ đến không ngờ, nhờ Điền bị rắn hổ đất cắn mà chúng tôi biết được cách phân biệt vết răng của rắn độc,
Nó để lại trên cổ chân Điền một cặp vết đăng nanh như hai cái lỗ nhỏ, sâu hóm. Tất nhiên phải nhờ người thợ gặt tốt bụng dắt thằng Điền chạy một đổi đồng để tới ông thầy lấy nọc rắn. Nó mới giữ được cái mạng để rút kinh nghiệm. Sau này một lần băng qua một đám cỏ dày, đến lượt tôi bị rắn cắn. Tôi kêu, Điền ơi chắc hai chết trước à. Thằng Điền nhìn vết thương, nó cười, nói không sao, số hai sống lâu lắm. Hai hàm răng tươm máu giống hệt nhau như vậy, chắc cú là rắn mông súng cắn chơi thôi. Và nhìn bướm bướm bay, nhìn mây trôi, tôi biết ngày nắng hay mưa. Nghe bìm bịp kêu, chúng tôi biết nước lên. Dừng ghe ở một tuyến kinh nào, thằng Điền trèo lên ngọn cây cao, gió bao quát cánh đồng và tính toán xem có thể cầm dịch ở đấy bao lâu thì hết thức ăn, đúng chốc. Hay chúng tôi tự phán đoán ở đâu vụ mùa đến sớm, dùng nào lại trễ tràn để rời cánh đồng này, chúng tôi đến ngay một cánh đồng khác, ngay khi lúa vừa chín tới. Thành ra, mùa du mục của chúng tôi kéo dài liên tục từ mùa mưa sang nắng, rồi lại mưa. Nhiều lúc chúng tôi hơi nhớ con người, họ ở cái xóm nhỏ kia, chỉ cách chỗ chúng tôi chừng dại ba công đất. Họ lúc nhúc trên thị trấn kia, nơi chúng tôi vẫn thường ghé lại mua gạo, cám, mắm muối, dự trữ cho những chuyến chạy đồng xa. Và họ ở gần ngay đây, họ vừa gặt lúa vừa nói chuyện tục tiểu rồi cười vang lên khi bầy dịch rút rích tìm thức ăn. Nhưng chúng tôi vẫn nhớ, có lẽ vì cuộc sống của họ ngày càng xa lạ với chúng tôi. Họ có nhà để về, chúng tôi thì không. Họ sống giữa chòm xóm đông đúc, chúng tôi thì không. Họ ngủ với những giấc mơ đẹp, chúng tôi thì không. Nằm chèo queo, co rúm chen chúc nhau trên sạp ghe, chúng tôi đánh mất thói quen chiêm bao. Điều này làm tôi và Điền buồn biết bao nhiêu. Vì cách duy nhất để nhìn lại bóng hình má cũng tan rồi. Mà nếu như những cơn chiêm bao quay lại, chúng tôi không biết chắc là hình ảnh ấy của má có xuất hiện hay không. Mùa khô năm tôi 13 tuổi, bầy dịch lăn ra chết gió. Để kiếm sống, cha tôi quay lại với nghề thợ mộc. Cha nhận đóng giường, tủ cho một vài nhà trong xóm bào sen. Chúng tôi neo ghe lại đó vài ngày. Cái cảm giác đang ở xóm cũ, có ngôi nhà cũ, vây riết lấy chúng tôi, chữ chúng tôi không kể cha vào. Những trưa xế ngồi ngoài hàng ba một nhà trong xóm, tôi tước lá dừa thắt cào cào châu chấu. Điền ngó nắng rưng rưng ngoài sân, nói sao gió ở đây giống hệt gió nhà mình. Hai đứa muốn khóc. Chị chủ nhà ngần ngại nói với cha, ngó mặt hai đứa con anh thấy thương quá, thấy không bình thường. Cha tôi cười nhẹ, vậy hả? Đứa con gái của chị chủ nhà trạc tuổi thằng Điền rủ chúng tôi vào nhà chơi, nhưng nó luôn nhận được những cái lắc đầu. Chúng tôi sợ quá cái bồ lúa trong nhà, hình ảnh nó làm cả hai chị em ngạt thở. Thật lạ làm sao khi mà chúng tôi đã quen dần với những hình ảnh giống mình, tức là bị bỏ giữa đời chơ vơ. Thí dụ như nhìn một chiếc đũa gãy, cái đắp nồi dở hay bầy gà con lạ mẹ nhao nhét, nhưng không quên được cái bồ lúa ngai ngái mùi cất trâu. Giữa nó và vách nhà là một khoảng hơi tối nhưng rất thu hút trẻ con. Chúng hay giả bộ đó là nhà riêng của chúng để bày biện nấu nướng, đóng vai chồng vợ, má con. Để lúc bị đòn, chúng cũng chui tọt vào đó, khóc một mình, nhiều khi ngủ quên luôn. Và người lớn thì hãi hùng, sao không thấy đứa nhỏ đâu, nó bỏ đi về ngoại nội, hay đã vô ý trượt chân té xuống đìa. Cái kẹt bồ lúa cũng đã từng là thiên đường mơ mộng của hai chị em tôi. Bẻ trái trứng cá làm cơm, muốn vừa là chén, giả đò ăn no, giả đò tối rồi đi ngủ. Một bữa kia chơi chán lăn ra ngủ thiệt, thức dậy bỗng thấy cuộc đời mình thay đổi quá trời đất, như đã sống qua một kiếp rồi. Nhưng 9-10 tuổi đã đủ để gọi là một kiếp người chưa? Chúng tôi chẳng phải là những đứa trẻ bình thường. Cuối cùng nhỏ con chị chủ nhà cũng nhận ra, nó bỏ mặc. Nó là một đứa trẻ xinh đẹp nhưng hỗn hào, cáu kỉnh. Nó chẳng khi nào kêu má ơi má à khi cần. Nó chỉ cọc lóc bảo, tôi đói bụng quá bà ơi. Người mẹ phân vui với cha tôi, tại ba nó mê theo vợ bé nên không ai dạy. Chị cũng bận rộn, tê tái cắp nón đi suốt, tìm ông thầy này bà cốt kia để thỉnh bùa chú cho ông chồng quay lại.
và mỗi khi thất bại chị lại quả quyết là bùa của tình địch mạnh hơn. Nói như vậy dường như để cho tâm bớt đau trước sự thay lòng. Chỉ có cả một kho tàng về chuyện đồng cốt, những người có khả năng thấu đáo cõi âm, cõi trời và cõi người. Họ biết chữa bệnh, có thể lấy từ bụng ta ra một nùi tóc chiếc cái lưỡi dao cạo, hay chỉ dùng hột gà luộc lăn trên da thịt ta, sau đó bẻ cái trứng ra cho ta coi một nhúm lông chó mực. Cũng biết dùng những tấm bùa được vẽ bằng máu, lưỡi để ếm chết người, và cuối cùng họ đem được người ta yêu trở lại. Chỗ này khá mắc cười, bởi vì tấm bùa có linh nghiệm hay không thì người quay trở về cũng không phải là của mình. Những săn sóc nâng niu, những lời nói ngọt ngào, tất cả đều không thật. Mình biết Tổng Tòng Tông là nhờ bùa ngải chứ thương yêu gì. Và cái cười dịu dàng kia, ánh mắt ấm áp kia, nụ hôn ngọt ngào kia, vòng tay nồng nàn kia cũng vậy. Đó là chưa kể phải thoi thóp lo âu một ngày bùa hết thiên, hết tác dụng. Thằng đàn ông rùng mình một cái, ngơ hát hỏi: "Ủa, sao hai đứa mình nằm chung giường vậy? Xin lỗi nghen, chắc tại hồi hôm qua tôi xỉn quá nên chui ẩu vô mùng bà." Rồi ông ta nhìn vẻ mặt đau đớn của mình, kinh hoàng: "Trời đất ơi, bộ tôi đã làm gì bậy bạ sao? Tất cả sẽ chấm dứt ở đó." Ông nọ phủ sạch những ngày tháng mặn nồng, với ký ức trống trơn, họ phơi phới ra đi, còn mình thì nhớ hoài, đau hoài. Nhưng chẳng tin vào bùa, thì còn biết làm gì nữa. Chị cũng đã lặn lội tới nhà tình địch, đã xé quần áo của cô ta, sởn tóc, lôi sẵn ra bêu rếu giữa chợ rồi, chị kể. Bằng cái giọng rộn rã, giòn tan chỗ cao trào, rồi chị hết sức chậm rãi, tỉ mỉ, tả cái đạn chị dùng dao rạch mặt cô ta và sát muối ớt vào. Những người quê mình vẫn thường làm chuyện đó rất bình thường, sẽ buồn cười khi có ai đó nói vậy là vi phạm điều ít chương y luật hình sự. Họ cãi ngay: "Ủa, nó cướp chồng tôi thì tôi phải đánh cho nó tởn chứ." Với vẻ mặt tự hào ngút ngất, tỉnh bơ, ngây thơ, tựa như một người đi qua trận địa cũ và nói với ông bạn mình: "Hồi năm 72 tôi bắn thằng lính Cộng Hòa ở chỗ này, óc nó nát như chao, con mắt văng ra xa cả thước." Ông bạn chẳng thấy ớn, nói: "Tôi cũng cắt cổ thằng Mỹ ở đây chứ đâu." Sau đợt đó, chồng chị bỏ ngay cô nhân tình này và chớ trêu, anh ta lại chạy theo cô khác. Ba mùa lúa rồi, chị ra đồng một mình nuôi con, một mình nhìn gương, tự ve vuốt và yêu lấy mình. Cái sàn lãng sau nhà đã 3 năm vắng bóng đàn ông, một chiều chúng tôi đến, xẻ mấy cây đố xong, cha ra đó tắm. Nước chảy re rắc trên khuôn mặt lạnh lùng, nước mỏng tan tràn qua những thớ thịt đỏ âu của cha tôi. Chị chợt giật thót người, cài vội chiếc nút áo bung ra vì không chịu nổi đôi vú căng tức. Ngay lập tức, tôi có cảm giác câu chuyện về những lá bùa vẽ nhì nhằn chị giấu trong áo gối, ém dưới chiếu hay kẹt giường, không còn ý nghĩa gì hết. Chị cũng sửng sốt nhận ra điều đó. Giường đã làm xong, đáng lẽ chúng tôi phải dời đi, nhưng chị chủ nhà muốn đóng thêm 2 cái tủ nữa. Chị thuê hàng xóm xuống ao mò lên những thân cây gỗ đã ngâm lâu và chở tới xưởng cưa. Rõ ràng là chị không chuẩn bị trước, rõ ràng chị muốn giữ cả nhà chúng tôi lại. Chúng tôi được đối xử rất tử tế. Ngoài 2 bữa cơm, buổi trưa chị hay đãi thêm nồi chè hay khoai luộc. Chị nồng nhiệt bảo chúng tôi lên nhà ngủ. Nhà rộng đinh như vậy, không cớ gì phải ngủ ghe. Cha tôi trù trừ nhưng rốt cuộc cũng gật đầu, với một thoáng giễu cợt, thật không nỡ chối từ một tấm lòng như thế. Tôi và Điền ở lại ghe, tôi nói: "Ngủ ở đây gió mát quen rồi, với lại tụi tôi phải giữ đồ." Nói tới chỗ này tôi mắc cười muốn chết, chiếc ghe tơi tả đáng giá gì đâu mà giữ. Có mấy ông thống kê gì đó làm chứng, mấy ổng đã ngao ngán như thế nào khi thấy chỗ ở ngang 1m2, dài 3m1 cho 3 nhân khẩu. Điều tra thêm thì phương tiện nghe nhìn, giải trí chỉ cái radio trị giá 14.000, nguồn nước sinh hoạt từ sông, thu nhập thì vài 3 triệu một năm, tùy vào ông trời, như năm nay thì trắng tay. Và ngó lại cái khạp da bò nứt, trong rổ úp dài cái chén sành, một thùng giấy chứa quần áo cũ,
thấy mình lấy cớ giữ đồ hơi vô căn cứ. Nhưng chị chủ nhà không để ý, chị đang ưng bụng, ngây ngất tràn trề trong mắt, và cha tôi lên đó một mình. Tôi ôm bắp thằng Điền khi nghe những con sóng nhỏ lách tách vỗ vào mũi ghe, nói: "Hai nhớ trường học quá à cưng. Ôi cái trường siêu dựng trên khu vườn đầy cây thuốc, có ông thầy trẻ tuổi hay dò đầu tôi và sao xuyến hỏi, má khỏe không con?" Thằng Điền hỏi lại: "Mắc gì mà nhớ, lãng hòm." Tôi không biết, tôi đã ngưng nhớ nó từ khi sống cuộc sống trên đồng. Nhưng đêm nay sao tôi lại nghĩ tới? Cả chuyện kiếm tiền để chữa mắt cho Điền, tôi vẫn nghĩ sự xuất hiện của nước mắt chỉ có ý nghĩa khi người ta khóc. Đêm nay tôi sao thế này? Vì nhìn thấy những niềm hy vọng ư? Và tôi ngủ trong nỗi xốn xang. Lúc thức dậy thì hy vọng cũng thức theo. Sáng hôm đó tôi thấy cha trút bỏ vẻ lầm lũi thường ngày, mắt ông hay rực lên, nói cười rất lạ. Dường như cha bừng tỉnh nhận ra giá trị của mình, tìm thấy con đường sẽ đi. Những suy nghĩ cồn cào làm cho vẻ mặt cha lung linh như bầu trời nhiều mây và gió. Thoát quang đản, thoát âm u, thoát khoái trá, thoát đau đớn. Chị chủ nhà cũng thất thường, đang tươi hơn hớn, bỗng bần thần khi thấy cha đóng xong một cái tủ nữa rồi. Chiếc tủ chén này cha mất 5 ngày mới hoàn thành được, nhưng không sớm hơn được, vì chị chủ nhà lúc thì bưng nước ra, lúc lại kêu nghỉ tay ăn bánh, anh thợ à. Nhiều lúc chơi ngoài hàng ba, nghe tiếng bào trượt trên gián ọt ẹt ngừng lại, bữa trưa im phắt, và đống dăm bào bị dẫm tạo ra âm thanh lạo xạo, lao sao lạo xạo. Chúng tôi biết chị đang ở ngay chỗ cha. Không hiểu sao tôi lại nghĩ chị chủ nhà chính là hy vọng để chị em tôi trở về cuộc sống bình thường với một người cha bình thường. Chúng tôi luôn tạo cơ hội, khoảng trống cho chị gần gũi với cha. Cực nhất là phải rủ lê lôi kéo con nhỏ con chị chơi với chúng tôi. Thằng Điền khó chịu, đồ con nít. Tôi cười, thôi kệ nó. Mà lòng nghĩ, biết đâu mai mốt con nhỏ này với mình là một gia đình, biết đâu đó là một mối tình dài. Nên tôi thấy hơi lo khi cha sắp hoàn thành chiếc tủ áo cuối cùng. Buổi chiều, cha xin lại những mảnh cây dán dụng đắp giá lại mui ghe, nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục đi. Chị chủ nhà ủ ê, suốt buổi chị dầm đũa vào chén cơm nguội ngắt. Cha nhìn chị, cười nhẹ, rồi hỏi khẽ khàng: "Cô đi với cha con tôi nghe." Chứ chờ đợi chỉ có thế. Chị gật đầu, mặt tở mở và rạng rỡ gần như không suy nghĩ gì. Má tôi cũng đã từng chọn lựa nhanh như thế sao? Tôi bất giác ứa nước mắt, rồi nhận thấy cha đang nhìn mình. Tôi bợ bạo cười, cắn trúng cái lưỡi rau quá trời. Chị chủ nhà bắt đầu sống với những giây phút bồn chồn. Chị loay hoay te tái tới lui. Chị kiếm lũ khủ giỏ sách, những muốn gói ghém thật nhiều đồ đạc, nhưng nhận ra chiếc ghe chẳng chứa nổi nên quăng phẹp một bên. Cuối cùng chị đưa nhỏ con về chơi bên ngoại, và trong lòng chị em tôi bùi ngùi tiễn nó đi với tiễn một cuộc đời. Mai nó vẫn sống, nhưng mà sống khác. Rồi chị quay lại ra bờ sông, rồi đắm đuối nhìn ngôi nhà của chúng tôi. Những ngày sắp tới của mình ra làm sao ta? Dễ hình dung lắm, như chỗ cái sạp xỉn màu tôi đang giặt vải lau đây sẽ là nơi chị sẽ ngủ. Sáng ra chị vẫn không phải rời chỗ ấy, vì chỉ cần ngồi dậy, dây mặt ra phía sau là đụng bếp, là có thể nhen lên một lọn khói buồn teo. Mấy đêm đầu có lẽ không quen, thì phải nằm chèo queo, ghe thì trao sóng. Mấy đêm đầu chắc chị hơi ngại ngùng, mắc cỡ, dở ghe không có vách ngăn, vì thế chị em tôi sẽ cố ngủ thật say, ngáy thật to để át những tiếng thở hổn hển, dìu dặt. Chị cũng sẽ mất khá lâu để thích hợp với nhiều hình ảnh mang tính ước lệ, như mấy bụi hành ngò trồng trên cái xô bể, thay vì khu vườn cây cỏ hoa trái mênh mông, hay là cái lò cà ràng nhỏ, thay vì là cả một gian bếp ấm sực mùi củi lửa. Và nghe cha tôi than, tôi chán cái nhà này quá rồi, thì cũng nên hiểu là không có cái nhà nào cả. Nhà của chúng tôi là cái này, là cánh đồng nào đó, con sông nào đó. Riêng chúng tôi thì không cần chị phải yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ gì hết.
chúng tôi không hy vọng điều đó. Đến con chị còn không hy vọng gì mà. Ngay lúc này đây, cứ nghĩ một bữa trưa mai, trưa mốt nào đó, có nắng hiu hiu và gió hiu hiu. Dì muốn chứng minh tấm lòng của mình với cha, muốn tỏ thái độ hòa hợp với hai đứa trẻ lạ lùng này. Chỉ bắt thằng Điền lại, xối nước kỳ cọ những mảng đất đã dính khắn trên làn da mốc meo của nó, miệng cắm cẳng cằn nhằn. Hay biểu tôi ngồi để chị thắt bím tóc cho, chắc tôi thấy khó chịu gì xa lạ và buồn cười. Nhưng tiếc rằng không có ngày mai mốt đó, chị bị cha tôi bỏ lại khi vừa đi được một đoạn đường đầy khó khăn. Chị buộc mình tin rằng sự lựa chọn này là đúng, tình yêu này xứng đáng được đánh đổi. Xóm làng, ngôi nhà, tường tược trôi tuột lại phía sau. Và đứa con gái, rất cố gắng, chị mới thôi thảng thốt. Cha ghé một chợ nhỏ đầu xóm kinh, biểu chị lên mua một ít củ cải muối đem theo. Người vừa khuất trong tiệm tạp hóa, cha cười. Chị em chúng tôi mãi mãi không quên cái cười đó. Nó vừa dữ dội, đau đớn, hoang dã, cay đắng, nghiệt ngã. Cái cười thật dài, riết lấy khuôn mặt cha, làm mắt cha hơi lồi ra, ánh lên như có nước. Cha quăng đồ đạc của chị lên bờ dung dãi và nổ máy cho ghe đi. Có ai chờ chúng tôi trên những cánh đồng khơi? Trời đất ủ dột trình mưa vào mùa. Thằng Điền kiếm được mấy cây ô mô nhỏ, nó rủ tôi trồng. Chúng tôi dầm mưa, lấy mũi dao đào thành mấy lỗ con, rồi đắp đất, ém gốc lại. Cái cảm giác mà cha tôi đã từ bỏ là yêu thương, che chở cho một sinh linh yếu ớt nhỏ bé nào đó thật ngọt ngào. Điền biểu tôi chặt sậy cắm quanh, sợ mấy con vịt ăn trụi lá. Với lại, bờ đất này rất nhiều người qua lại, không khéo là bị giẫm bẹp. Hai đứa ngồi nhìn công trình của mình, bỗng buồn, không biết mai này có dịp quay lại coi tụi cây này lớn lên, để trèo lên hái trái, để dăng cái võng ngủ một giấc đã đời. Chị em chúng tôi nảy ra nỗi thèm muốn, khao khát được trồng cây từ khi rời bầu sen, vì biết chẳng bao giờ quay lại sống bình thường. Dường như chúng tôi nhớ, nhớ cồn cào, nỗi nhớ bao gồm được chạy chơi trên cái vuông sân mọc đầy vú sữa đất, được tự mình trồng cây gì đó, có trái và trái ăn được, ăn rất ngon, nhưng cái mơ ước nhỏ nhoi là nhìn nó lớn lên cũng mong manh, khi mà đến chưa nóng chỗ đã phải dời đi nơi khác. May là lần này chúng tôi ở cỏ úa khá lâu, chăm chút bầy vịt mới gầy lại, trơn lông bụng. Thằng Điền một bữa ra coi cây bén rễ, nó bỗng chép miệng, ước gì đây là đất của mình. Tôi cười, điều đó thật xa xôi. Có lần đi qua xóm, trong một buổi chiều, chúng tôi gặp những ông già ngồi chơi với cháu. Thằng Điền đứng tần ngần bên hàng rào dâm bột bảo, phải chi ông này là ông nội mình, thương đỡ chơi hen hai. Nghe câu đó, tôi bỗng thấy mình nghèo rơi, nghèo rớt, nghèo đến nỗi không có ông nội để thương, thèm muốn bên đường. Tôi lắc đầu bảo, thôi, mình lỡ mến người ta, mai mốt dời đi, buồn dữ lắm. Mà đã ngấm, đã xé lòng toan hoang với nỗi đau chia cắt rồi, chưa sợ sao? Sống đời một đồng, chúng tôi buộc mình đừng yêu thương, quyến luyến bất cứ ai, để khỏi ngậm ngùi, để lòng dửng dưng khi cuốn lều, nhổ xào đi sang cánh đồng khác, dòng kinh khác. Chúng tôi vô định hơn bất cứ người nuôi dịch chạy đồng nào, và những cuộc tình của cha tôi ngày càng ngắn ngủi. Cha tôi đã có vẻ bình thường, hay nói cười, hồ hởi trong những lúc có người. Chứ người này không tính hai chị em tôi. Nhiều lúc tôi không giấu được thảng thốt, cứ nghĩ mình đã gặp lại cha của ngày xưa. Nhiều lúc tôi ngồi trong người hàng xóm đi thăm lúa ghé qua chòi, lúc ấy cha sẽ kêu, nương à, nướng mấy con cá khô, cha lai ra với mấy bác. Em tôi cũng sướng rang xách chai ra tiệm mua rượu. Nó khoái chí nghe cha gọi, Điền ơi Điền. Như được chút đó thôi, khi khuất bóng người, chị em tôi đắng đó nhìn cha hao hao người đóng tuồng vừa chút lớp.
xanh xao lạnh lẽo đến ngơ ngác và cô đơn. Không, lúc chỉ một mình, cha tôi đáng sợ hơn thế. Cha giống như con thú trở về tổ sau khi no mồi. Con thú nằm mơ màng nhấp nháp lại hương vị của miếng mồi và ngẫm ngợi thòm thèm con mồi kế tiếp. Có lúc sự vật lộn làm vết thương cũ của con thú đau, nó liếm láp vết máu và tôi hãi hùng nhận ra chỗ đau ấy cứ rộng thêm ra. Đôi khi tôi nhớ người đàn bà ở bào sen với bóng người sắp sải ngơ ngác chạy theo chiếc ghe sáng ấy. Chị đã quay lại đón đứa con gái về, móc quần áo trở vô tủ. Có hề gì? Rồi chị sẽ yêu một người khác. Nhưng mãi mãi, chị không quên nỗi ê chề bị bỏ lại bên đường. Bằng chứng là ba cha con chúng tôi có quên được đâu. Với những người đàn bà sau này, cha tôi tính toán rất vừa vặn. Sao cho vừa đủ yêu, vừa đủ đau, vừa đủ bẻ bàn và bỏ rơi họ đúng lúc. Có người vừa bán xong cái quán nhỏ của mình. Có người vừa nói xong những lời dứt tình với chồng con. Có người vừa phủ phàng chia xong gia sản. Có cô gái sắp về nhà chồng. Củi to củi nhỏ chất thành vàng ngoài trái. Hết thảy đều cuốn cuốt tin và yêu. Cha mang họ đi một quãng đường vừa đủ để người ở lại nhìn rõ chân dung của sự phản bội. Sau đó người đàn bà bị hắt lên bờ. Con đường quay về bị bịt kín. Cha không tốn nhiều công sức cho việc chinh phục. Những người đàn ông quê mùa đã tự tay đẩy người đàn bà của mình đến với cha bằng nhiều cách. Họ thích uống say, họ thích dùng tay chân để tỏ rõ uy quyền. Mệt nhọc làm lụng trên đồng, người đàn ông đã trở nên khô khằn. Có khi cả đời, họ không nói với phụ nữ một câu yêu thương tử tế. Họ không biết vuốt ve âu yếm khi cần. Họ lật cạch người phụ nữ ra và thỏa mãn, rồi quay lưng ngủ khò. Sẽ còn bao nhiêu người nữa được cha tôi cho nếm thử niềm đau kia? Tôi tự hỏi mình khi nhìn người đàn ông vào tuổi 40, quyến rũ từ cái cười, từ câu nói, ánh nhìn thâm thẳm, ngọt ngào. Trời ơi, trừ chị em tôi, không ai thấy được đằng sau khuôn mặt chữ điền ngời ngợi đó là một hố sâu đen thẳm, bến bờ mờ mịt, chơi dơi, dễ hụt chân. Nên mỗi lần cha nhìn đăm đăm và mỉm cười với một người đàn bà mới, chúng tôi lại thắt thẻo, thêm mối tình đau trước cả ngày thứ nhất. Mà chị em tôi không cách nào ngăn được. Tôi có cảm giác cha quắp lấy người ấy, dùi mặt vào da thịt, ngấu nghiến mà lòng cha lạnh ngắt, thằng điền cay đắng. Cha làm chuyện đó thì cũng giống như mấy con vịt hạp mái. Tôi nạt, đừng nói bậy. Nhưng tận đáy lòng, tôi cũng nghĩ cha hơi khác con người, nhạt nhẽo hơn cả việc quan hệ theo mùa, theo bản năng. Trong cha tôi không còn chút cảm xúc nào. Nét mặt tràn ngập những rắp tâm, chưa gặp mặt đã tính chuyện phụ phàng. Cha đẩy chúng tôi trượt dài vào nỗi thiếu thốn triền miên. Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt chúng tôi bỏ đi hay chạy trốn. Chúng tôi đánh mất cái quyền được đưa tiễn, được xao xuyến nhìn những cái dãy tay, được nhận vài món quà quê như buồng chuối già hương hay bó rau ngót cắt trong vườn, cùng lời dặn dò quyến luyến, đi mạnh giỏi ngang. Chị em tôi hết sức cố gắng để sự giận dữ, chán chường của mình không bùng cháy. Chúng tôi cho vịt ăn thật xa trên đồng, vạ vật ở đó từ sáng tới chiều. Gió hoang liêu trên đồng không làm lòng hai đứa nguội lại. May ra nếu chỉ thổi khô nước mắt lúc nào cũng ri rỉ trên mặt em tôi. Tôi không còn muốn chữa mắt cho Điền, bởi Điền khóc suốt, giống hệt tôi, dù vẻ mặt nó rất bình thản. Tôi cũng vậy, đúng là nước mắt tôi đã khô róc trong lòng. Hai đứa tôi đều kỳ dị, đến mức nhiều khi tự giật mình. Có lần hai chúng tôi ngồi trên một bờ đất, xung quanh đấy những người thợ gặt đang ăn cơm. Nắng giữa trưa nóng rát, tôi nói, chỗ khác có nắng dữ dằn vậy không ha? Thằng Điền nói, mùi cá kho quẹt thơm dễ sợ. Ừ, tôi gật đầu, nhưng cái mùi nghèo quá. Vậy mùi gì giàu? Thằng Điền hỏi dặn lại. Tôi cười, thịt kho tàu.
Rõ ràng hai đứa tôi có cãi qua cãi lại. Vậy mà sau đó một người thợ gặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai đứa bay ngồi trù ụ cả buổi trời, không nói câu nào, vậy mà cũng chịu đổi sao? Thằng Điền cười, ủa, tụi mình không nói tiếng người. Tôi nhận ra nó không hề mấy môi, tôi đọc được những ý nghĩ trong Điền. Ở đó đang có bão tơi bời, gió quất điên cuồng vào trái tim nhỏ chi chiết vết đau. Thằng Điền nổi loạn. Dấu hiệu bắt đầu từ một bữa trong xóm đê, tình cờ ngó đôi chó nhảy nhau, thấy các chị đang phơi lúa kêu ó ré lên. Tôi rủ Điền giả đò nhắm mắt, trò này cực kỳ trẻ con vì ai cũng mường tượng mồn một tư thế động tình của hai con chó. Thằng Điền phì cười, nó kêu lớn, hai coi nè, rồi cầm đoạn cây xông đến quất đôi chó tới tấp. Hai con chó kêu la thống thiết, hoảng loạn xào quần trong đám bụi đất, đau đớn cùng cực. Chúng rút vào chân đống rơm nhưng không chịu rời nhau. Con đực phục đầu sát đất rên rỉ, nước dãi ròng ròng. Không chạy hả? Bốp, không chạy nè, bốp. Thằng Điền gào lên. Cây trúc dập nát, tôi giữ tay Điền lại bảo, ác với tụi nó chi vậy cưng? Thấy nước mắt bê bết trên mặt em tôi, ngay từ lúc ấy tôi đã muốn chạy về nói với cha, thằng Điền bị sao rồi cha ơi? Tôi sợ hoảng loạn khi phải chứng kiến một mình. Thằng Điền biết là tôi đã nhìn thấy cái gì đó, nó chua chát cúi đầu. Điền chối bỏ niềm vui được trở thành một người đàn ông thực thụ. Nó tự kiềm hãm bản năng trỗi dậy mạnh mẽ ở tuổi dậy thì bằng tất cả sự miệt thị, giận dữ, căm thù. Nó phản kháng bằng cách trút sạch những gì cha tôi có, cha tôi làm. Giãy giụa đến rã rời, nhiều bữa nó dầm mình xuống ao đến khi người tái nhợt. Nó chạy như điên trong đêm trên những bờ ruộng mướt cỏ đến khi mỏi nhừ gục xuống rồi nằm xoải trên đồng tả tơi. Không phải vậy, không phải vậy Điền ơi, tôi muốn kêu lên, tiếc là sự thất học khiến tôi không thể diễn đạt được bằng lời. Tôi không chắc lắm, nhưng dục tình và xác thịt không xấu xa, không đáng bị khinh bỉ, không phải là nguyên nhân đẩy chị em tôi tới cuộc sống này với những đổ vỡ này. Điền 16 tuổi, nó có thể mãn nguyện nằm bên tôi, giái tay để tôi mân mê. Điền đã lạnh ngắt, nó dửng dưng nhìn những đứa con gái làm cỏ lúa, quần sắn cao, đùi non mởn. Đôi khi bắt gặp những đôi người quấn lấy nhau giữa các chòi ruộng hay lùm cây, nó kinh kỉnh cười khào, nó điềm nhiên nói cái giọng hơi run rẩy nhưng rất mỏng và dịu dàng. Hai, thôi đi, em đâu có sao, buồn làm chi? Tôi cười nói, nhưng muốn nghĩ buồn cũng không đơn giản. Phải rất lâu tôi mới nhìn Điền một cách bình thường. Tôi cố quên chuyện của nó, tưởng tượng bây giờ nó mới 9-10 tuổi gì đó. Cái hồi hai đứa như cây kiển còi, thẳng đuột như nhau, thằng Điền hay bắt chước đái ngồi. Và tôi chợt nghĩ, sự bất thường của Điền chẳng qua nằm trong chuỗi rất dài của sự trừng phạt. Điều đó lý giải cho việc hiển nhiên ngày càng trở nên hung dữ hơn, khắc nghiệt hơn, bằng những sấm chớp gầm gừ, dường như trời đất đã đính nhịn nhiều. Cuồng nộ bắt đầu rồi đây. Có lần tôi lấy cao su gói lại mớ mùng chiếu, nhìn mưa thè có lưỡi ướt nhão nhớt vào lều. Khoái trá nếm từng tấc đất, tôi tự hỏi, không biết chỗ khác, chỗ không có chúng tôi, có mưa nhiều như vậy không? Ý nghĩ đó xuất hiện triền miên trong đầu tôi, rằng trời chỉ chút mưa chút nắng ở những nơi chúng tôi dừng lại. Nỗi bẽ bàng của những người đàn bà bị cha tôi bỏ rơi, và cộng thêm niềm đau dở của những người quay quanh họ, đã thấu qua những tầng mây. Và dường như cách giao tiếp ngấm ngầm của tôi và Điền cũng trong chuỗi bất thường, nó làm cho mối quan hệ với cha thêm rời rạc. Những bữa ăn nối tiếp nhau trong im lặng. Lúc vào cơm, tôi hay bị ảo giác,
tưởng mình đang ngồi trên cánh đồng của 9 năm trước, một cánh đồng miên diễn, với gió lắc lay những khói nắng héo xèo, một nhúm mây rất mỏng và rời rạc bay tha thểu trên cao. Đường chân trời mờ mờ xa ngái, một vài gò mã loang lổ dưới chòm châm bầu, tiếng chim kêu nhỏ từng giọt thiêu thiểu, mùi rạ quyển với mùi bùn tanh tanh, bầy dịch rút đầu vào nách, ngủ ơ hờ dưới bóng cây cha treo từng chùm bông vàng, tuyệt vọng lay như những chiếc chuông câm. Cảnh không đổi, người cũng không, cứ ngồi ngoái mãi vết thương cũ, nhỏ nước mắt. Giống như mấy cái mã ngồi, thằng Điền nhận xét, vừa may một bữa trưa nắng rập rờn trên nách rạ, chúng tôi cảm nhận được những tiếng nói lao xao. Thằng Điền thảng thốt, tụi mình ba trợn thiệt sao hai. Khi nhận ra đó là tiếng của Dịch, tôi cười hớn hở. Thế giới của Dịch mở ra, không ghen tuông, hờn giận, chắc tại cái đầu Dịch nhỏ quá nên chỉ đủ cho yêu thương. Tôi thôi thắc mắc vì sao cả 700 con chỉ cần 10-15 con vịt trống. Đắm đuối với loại ngôn ngữ mới, chúng tôi chấp nhận để cho người ta nhìn mình như những kẻ điên, miễn là tạm quên nỗi buồn của cõi người. Chị em tôi học cách yêu thương đàn vịt, hy vọng sẽ không bị đau như yêu thương một con người nào đó. Nhưng nhiều khi nhìn thằng Điền giỏng tay coi mấy con vịt nói gì, tôi giật mình, nuốt một họng đắng, tự hỏi đã đến nỗi dày sao, đến nỗi chơi với người thấy buồn, nên chuyển qua chơi cùng vịt. Đêm nào cũng vậy, cũng rón rén, từ tốn, hai chị em thắp một ngọn đèn giữa chuồng, để lúc bọn tôi ra, chúng nhìn biết không phải người lạ, không sao động, vừa nhỏ nhẹ lấy trứng. Tôi vừa hát một bài hát bâng quơ, đôi chỗ vì hạ giọng thấp mà hụt hơi. Bầy vịt nhạy cảm khủng khiếp, sau này tôi cố sửa lại cho chỗ hụt hơi ấy. Chúng nhận ra ngay và nhìn tôi với vẻ ngờ vực. Ủa, phải con người hôm trước không ta? Một con vịt đuôi khịt mũi cười. Nó chứ ai, giọng có khác, nhưng rõ ràng là tiếng trái tim nó, quen lắm, chập chờn, thúc thích, đông đưa như sắp rụng. Có nổ hôm đó cha nội? Sao không, mấy người thử đuôi đi rồi biết. Bất giác tôi nhắm mắt để nghe lại tiếng tim mình. Nhưng sự trừng phạt tính toán cũng vừa vặn, vừa đủ vui, vừa đủ thương, quấn quýt. Nó lại đứng sau lưng và cười nhạo chúng tôi. Gió trướng trở ngọn trên những cánh đồng ủ ê tinh buồn, chúng tôi nghe được một cụm từ lạ: dịch cúm gia cầm. Những người nuôi dịch chạy đồng cười khào. Chật, mấy con dịch chết gió, mấy ông nhà nước nói cho quá. Chính quyền thông báo tiêu hủy tất cả các bầy đàn. Họ sững vững kêu lên: trời trời, bộ hết chuyện giỡn sao mấy cha? Chẳng ai giỡn cả, người ta dùng ý tưởng của Tào Tháo thời Tam Quốc, thà giết lầm còn hơn tha lầm. Dồn tất cả dịch trên cánh đồng lại và đào hố chôn. Thằng Điền mếu máo: mấy ông ơi, dịch tôi sân sẩn có bệnh tật gì đâu. Một người cầu quạo: sao cậu biết? Rõ ràng tụi dịch nói với tôi. Mọi người cười ha ha, bữa nay vui quá chừng. Họ bắt đầu chùm kín mình bằng những bộ đồ đi mưa. Họ rải vôi trên những hố chôn lớn bằng mấy khẩu đìa cộng lại. Họ tổng những con vịt còn sống, còn dãy dụa, còn gào thét vào bao tải, buộc miệng và quăng xuống đó. Đám nuôi vịt chạy đồng tụm lại ở một chỗ, cúi mặt vào lưng nhau. Họ xót của tiếc tiền, họ cảm nhận được sự kiệt quệ đói nghèo đang vây vũa. Lần rủi ro này, cái nghề lắm rủi ro, thật khốc liệt. Cha tôi ngồi riêng biệt ở một bờ đất và đốt thuốc ngó trời, điệu bộ hơi dửng dưng. Như nỗi đau sâu ngấm sẵn trong lòng thì những biến cố khác chẳng qua như một vết xước nhỏ ngoài da nhằm nhò gì. Hình ảnh đó, nét mặt đó làm cho tôi tuyệt vọng. Mà lúc đó tôi đang chết điếng, sao tôi lại nhìn về phía cha? Vì tôi muốn cầu cứu, như những đứa trẻ con,
gặp chuyện giật mình hay buộc miệng gọi má ơi hoặc cha ơi, vì tôi thấy mình không thể chịu đựng được tiếng gào khóc thê thiết của những con vịt bị vùi sâu dưới lòng đất. Mất nửa ngày những cái hố mới được lấp đầy. Xuyên qua những lớp đất bầy nhầy, tôi nghe vịt của tôi vẫn còn thoi thóp. Chúng đau đớn vì những cái cổ gãy, rối hoặc quẹo, chúng hỏi nhau vì sao tụi người ta lại ác. Rồi thinh lặng, trong cái im ắng đến rợn người, tôi nhận ra tiếng của con vịt mù. Có lẽ vì không sợ tối, nên sự sống kéo dài. Rồi ánh sáng nhập nhoạng cuối ngày loang lổ đổ xuống, tôi và Điền khóc hức, cảm nhận được cái thở hước ngắn dần của con vịt sau cùng, và nín bặt, và tan hết, chỉ còn gió cười từng tràng dài. Tôi tiếc thôi là tiếc sinh linh nhỏ bé đã thấu được tim mình. Sáng sau, người ta tìm được một người chăn vịt nằm sát mép hố, mắt trong trong ngó trời không chớp, miệng sủi ra thứ bọt trong vắt như bọt cua nhưng hôi nồng nặc. Chai thuốc trừ sâu lăn lóc cạnh đó đã cạn tới giọt cuối cùng. Sống thì khó, chứ chết sao mà dễ. Tôi đứng nhìn, tiếc rẻ. Ủa, cái người nằm sóng xoài kia, sao không phải là chúng tôi? Sự báo ứng dường như đang ở rất gần. Tôi bắt đầu hối hận vì đã cứu chị và mang chị đi cùng. Có cảm giác chúng tôi nắm tay kéo chị lên khỏi dũng lầy để đẩy chị vào một dũng khác, cũng sâu. Chị xuất hiện không đúng lúc. Cha tôi có dấu hiệu mệt mỏi. Đàn bà với cha càng trải nghiệm càng chán chường, càng gieo rắc càng đau. Vết thương cũ mở miệng toan hoác, không da thịt nào có thể lấp đầy. Cha không chấp nhận cả những người phụ nữ mà ông kỳ công chiếm đoạt của người khác, thì sao ông có thể tin tưởng ở sự hiến dâng? Vậy đó, cuối cùng chị cũng hiểu tại sao cha tôi lại phớt lờ mình. Tôi và Điền buộc phải kể câu chuyện của chúng tôi để chị không phải day dứt gì với thân phận làm đĩ. Những ký ức chấp giá, đứt đoạn của chúng tôi kể khá chậm. Một phần vì đã lâu không dùng cách giao tiếp bằng lời, một phần do vài chi tiết khiến chúng tôi phải dừng câu chuyện lại vì thấy nhói ở đâu đó hay đợi chị thôi khóc. Thí dụ như cái đoạn kể về kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi, máu chảy giữa hai đùi không tạnh được, tôi thụp xuống, bụm chỗ ấy lại, máu từ từ chảy qua kẽ tay, tôi thấy mình rỗng ra, thái nhợt, chết dần. Thằng Điền giói bức đọt chuối tọng vào miệng nhai ngốn ngấu nghiến điên dại, để lấy bả rịch vào chỗ máu. Thuốc gò nghe nói cầm máu rất tốt, cũng chẳng ăn thua. Hai đứa nhìn nhau khóc. Tôi đã mơ thấy ngôi mộ của mình như chiếc giường giữa bốn bề đồng nước. Chị méo máu vít đầu tôi vào lòng. Trời ơi, tội hôn, lúc đó cha mấy cưng ở đâu? Tôi ngơ ngác, không biết, nhưng dù cha có ở gần đây đấy, thì chúng tôi cũng chẳng thể cầu cứu. Đã nói là chị em chúng tôi phải tự học đủ thứ rồi mà. Những gì không biết, chúng tôi thử, những gì không hiểu, chúng tôi chất thành khối trong lòng. Nhiều khi thấu đáo được một điều nào đó, chúng tôi phải trả giá cao. Có lần chúng tôi thả vịt nhỉ ở khúc kinh có bóng cây, bỗng nổi xấu hổ vì mình là con người sọc lên mũi sặc sụa. Khi tôi phát hiện ra chúng chẳng bao giờ cưỡng đoạt và gạt gẫm nhau. Khoảng thời gian trước khi con trống trèo lên con mái rất thật, mềm mại, êm đềm, tuyệt không có gì là thô tục. Tôi sửng sốt, thằng Điền sửng sốt. Trời ơi, khác những gì chúng tôi biết, qua cha tôi, má tôi, trong sự hoang lạc của những con vịt đầy ắp thứ gọi là tình yêu. Điền chới giới nghi hoặc lan ra như một dòng sóng, và khi chị xuất hiện thì trong nó còn nỗi ân hận dày vò. Điền yêu chị nhưng tình yêu đó khiếm khuyết mất rồi. Sau giấc ngủ dài, bản năng nó đã không trở dậy. Trái tim nó chỉ là hòn than nhỏ, không thể hâm nóng lại cơ thể ngã màu tro. Sợi dây xúc cảm như lối đi lâu lắm không người lui tới, cỏ dại mọc bít mất, đường đứt, cầu gãy. Mà kiểu yêu tinh thần để nhìn nhau, để nắm tay, vuốt tóc, để nín nhịn và hy sinh chỉ tồn tại trong văn chương. Chỉ cần nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều khủng khiếp, tưởng như chỉ có thể ngốn ngấu bào mòn tất cả đàn ông trên thế gian này. Lúc đầu là kiếm sống, nhưng lâu dần, sự chung đụng thể xác làm chị nghiện,
thằng Điền tuyệt vọng. Tôi cảm giác sự đổ vỡ khi Điền đuổi theo chị và chị thì chạy theo cha. Một cuộc đua rã rượi chẳng đến đâu. Chúng tôi còn phải để dành sức cho cuộc mưu sinh dưới nắng như tát lửa. Cha quyết định bán bầy dịch đi. Ba người mỗi lần xách dài ba con, chúng tôi chia nhau đi vài xóm để bán lẻ. Nhưng cách ấy chẳng cho kết quả nhiều. Nắm con dịch ốm nhằn trong tay, xương ức gò ra bén ngót cũng đã đoán được. Thêm nữa, mùa giáp hạt kéo dài, nhiều nhà chạy gạo còn gây, thịt dịch trở nên xa xỉ. Tivi thì vẫn đang ra rã về dịch cúm, những người biết chút đỉnh rụt đầu, ăn dịch đặng lây bệnh chết à. Chúng tôi mang lũ dịch trở về, con đường dẫn lên đồng rập rờn hoa mua tím. Cũng như theo lối này, vài hôm sau, ông trưởng ấp dẫn theo một cán bộ xã, sòng sọc đến chỗ chúng tôi. Tôi vừa sợ vừa biết ơn những người như thế này. Họ làm cho chúng tôi cảm thấy bớt hoang dã, làm chúng tôi hiểu rằng ngay cả trên những cánh đồng hoang liêu nhất thì chúng tôi vẫn bị ràng buộc bằng hàng vạn luật lệ. Nhưng đồng thời họ luôn mang tai họa đến, dường như sự trừng phạt đang núp sau hai khuôn mặt bị nướng dưới mặt trời bóng nhảy tươm mỡ. Họ phơ phỡn nói bằng thứ ngôn ngữ buồn cười. Bọn chăn dịch chúng tôi chẳng khi nào dùng những chữ chỉ thị, loại trừ tận gốc hay giải quyết dứt điểm. Thật đơn giản, khi nói các người phải hủy bầy dịch. Cha tôi cáu kỉnh gật đầu, tôi và Điền kêu lên một tiếng buốt. Ôi, những bạn bè của chúng tôi sắp bị chôn sống nữa rồi. Cái nhìn chị chảy theo nước mắt của thằng Điền, chị khẽ bảo, không sao đâu mấy cưng. Chị đon đã chèo kéo hai người đàn ông lạ về phía mình. Mấy anh thương em dưới, nỡ nào để cả nhà em chết đói. Một người cầu cậu, ở trên lệnh xuống, tụi tôi cãi sao được. Nụ cười đong đưa tung tẩy trên khóe mắt. Thì em có bảo mấy anh cãi ai đâu, mấy anh giả đò không biết, không nhìn thấy bầy dịch của em là được rồi, dễ ợt. Thằng Điền bẹo bạo cắn răng, nó tự kìm ném bằng cách siết vai tôi đau nhừn. Cách đó 7 năm trước, giọng nói của chị vẫn lướt như một dòng gió đầy hơi nước, thấm dịu lại hai khuôn mặt, cố tỏ ra cứng đơ. Một người nuốt nước miếng, ánh nhìn ham muốn, mũi kim thò ra khỏi bọc, lơ láo, mắt ông ta lột trần chị và tan tính một thoáng. Người còn lại có vẻ thú vị, háo hức như sắp được xem một vở cải lương hay. Chị thấu hiểu đàn ông đến nỗi, ngay lập tức chị ngó về phía chúng tôi, ngầm báo cuộc thương lượng về một sự đổi chác đã kết thúc rồi. Hai anh cứ về trước đi, chút nữa em lựa mấy con vịt tơ đem lại cho các anh lai rai. Nhà anh Năm đây em biết chứ sao không? Đi tới đâu em cũng coi mặt thổ địa trước chứ. Nụ cười chị chợt mỏi mê, mỏi nhừ, có một chút tàn nhẫn, một chút mang rợ trong cuộc thương lượng này. Hai người đàn ông quay vào xóm, không quên vói lại một câu nửa đe nẹt, nửa xòe xòa. Tụi tôi nể vợ anh. Cha tôi cười hết sức độ lượng, ôi những thằng trẻ con. Chị dò đầu thằng Điền bảo, chuyện nhỏ thôi mà, đi bắt dịch giùm chị đi, nhỏ cưng. Và hướng cái nhìn sâu nhói về phía cha tôi, rất chậm rãi, chị thay áo, lấy nón, xỏ dép. Thời gian dằn dặc, tôi biết chị chờ, hy vọng, tôi biết đi một quãng xa, chị vẫn còn giỏng tay đợi một tiếng gọi. Quay lại đi sương, nhưng gió chỉ nghêu ngao soi mói vào những mảng thịt sau tà áo người phụ nữ đang xiên xiên trên bờ cỏ rập rờn. Chị về khi trăng rạng rỡ trên đầu. Mãi sau này tôi vẫn còn ghê sợ cái màu trăng ấy. Ống quần quệt vào cỏ ướt đẫm sương, hơi rượu quyện với mùi thuốc lá làm tôi chạo chực. Nhát thấy hai chị em tôi ngồi thù lù, chị kêu lên, trời đất, hai cưng chờ chị chi vậy? Chị làm đĩ quen rồi, mấy chuyện này nhầm bà gì mà mấy cưng buồn. Rồi không người lại nhìn vào chòi, chị chắc lưỡi tấm tắc, coi nè, trời ơi, bữa nay bộ gió mát sao mà người ta ngủ ngon dễ sợ. Chao, tiếng ngáy của cha tôi sao mà đều, sao mà thơ thới. Tôi chợt khóc, ngay lúc này đây, dường như chị đang chết. Chị lẹ làng lấy tay quệt lên mắt, mảng nước nhòe nhoẹt bên màn tang, bết cả vào mớ tóc mai. Sáng sau, gặp ở quê vịt. Cha tôi cười, hơi giễu cợt,
Sao hồi tối vui không? Chắc họ tưởng cô là vợ tôi nên hứng thú lắm hả? Cứ để họ nghĩ vậy. Chị ngó chân vào cha, rồi dây qua tôi, chị để rớt từng lời. Má cưng ác một, nhưng người cha này của các cưng ác tới 10. Nói rồi chị quay đi, chân vướng dấp dúi vào cỏ. Con đường nhỏ dầm chan trong màu hoa mua tím. Tôi đắng đót thầm trong lòng một cái vẫy tay, bóng người khuất trong vườn. Thằng Điền xách nước về, nó cuốn lên hỏi chị đâu. Tôi chỉ con đường kinh sao sát hoa cỏ dại. Em tôi chạy hồng hộc về phía đó. Điền cũng không trở lại. Tôi đã chờ nó đến khi mùa mưa đổ xuống cánh đồng chia cắt. Tôi tạm gọi vậy một trời sao. Chờ chơi vậy, chứ tôi biết Điền chẳng quay về. Tôi nhớ nó và nhớ chị không thôi. Những lần dọn cơm, tôi hay lấy chén đũa cho cả bốn người. Cha tôi rất khó chịu, ông ngán ngẩm đứng dậy. Tôi ngồi một mình, chan nước vào chén cơm như chan nổi trống trải khủng khiếp. Đi qua những xóm kinh trộn rộn ánh đèn, tôi thường ngóng lên bờ mong có thể gặp được thằng Điền và chị. Không biết em tôi có đuổi kịp chị hay vẫn tiếp tục tìm kiếm. Không biết nó đã đánh thức được bản năng, đã tìm thấy nhục cảm, đã biết thèm muốn chưa. Không biết tối nay thằng Điền có được mệt nhoài úp lên chị hay vạ vật ở đâu đó bên vách buồng hay một tấm rido bằng vải. Đau vật vã nghe oan lạc chảy thành những dòng rên xiết, kêu thét. Không biết nước mắt của nó đã khô chưa hay vẫn rỉ từng giọt như máu tươi. Tôi nhớ Điền bao gồm nhớ một đồng loại và tôi là đồng loại còn lại. Nhớ một cách trò chuyện, đọc thấu lòng nhau. Nhớ một người nghe được tiếng tim mình. Điều này thì con dịch mù làm được, nhưng nó đã chết rồi. Và nhớ một người che chở. Công việc này đáng lẽ là của cha má tôi. Tôi biết ơn Điền từ một gói băng trắng mà Điền mang về hôm tôi 14 tuổi. Bảo thứ này dùng khi có kinh nguyệt, nó sẽ ngăn không vấy máu ra quần. Điền đi hỏi ai đó, nó nói nó không cầm được cho đến khi nào nó tự ngưng chảy. Điền xót xa khi thấy tôi trổ mã con gái. Đẹp làm chi dữ vậy hai? Ở cái xó quê này, có đẹp mai mốt cũng phải lấy chồng, đẻ một bầy con nheo nhóc, cũng ra ruộng, ra giường làm lụng đến hết đời, xẹp lép như xác dê. Đẹp, mắc công dữ. Điền dặn tôi đừng sắn quần quá cao, đừng mặc áo quá rộng cổ. Với đám thanh niên lúc nào cũng kiếm cớ lãng giảng. Điền giang tay bọc lấy tôi, nó dễu cợt. Anh kia, lượm con mắt lên, anh nhìn vậy chị tôi mòn còn gì. Đám người cục ngồi tẻn tò dạt ra. Ngay cả khi Điền bỏ đi cùng chị, nó cũng để lại cho tôi một món quà lớn. Cha bắt đầu có một chút quan tâm với tôi. Dường như chỗ trống của thằng Điền nhắc cha nên quý những gì còn lại. Bắt đầu từ một đêm, cha đứng đằng xa bảo: Nương, ngủ sớm đi. Tôi nghe mắt mình cay, ngợp, như ai đó đang tọng một đám khói vào mặt. Mắt cười, câu nói chẳng ý nghĩa gì lớn lao. Những người cha người mẹ nói với con họ hàng ngàn lần đến phát bực, mà tôi lại xuống sang. Tôi ước gì có thể chín choáng thật lâu, nhưng nó mau chóng tắt rụi vì một ý nghĩ kỳ lạ. Dường như không còn kịp nữa để hàn gắn sự đổ vỡ, để sắp xếp những mảnh vỡ lạo xạo trong lòng. Chúng tôi tập nhìn nhau, điều đó khó khăn biết bao, nhất là với cha. Tôi cảm nhận được sự cố gắng lớn. Mỗi lần ngó về phía tôi, ông phải trợn trạo nuốt nghẹn những cảm xúc. Vì tôi giống má khủng khiếp. Không cần gương, tôi thấy hình bóng má trong mắt người đối diện. Trước ánh nhìn của cha, tôi cảm giác mình soi xuống dòng nước đêm. Với những người đàn ông khác, tôi bị rực lên như đứng trước mặt trời. Bằng mắt, họ sờ soạng khắp người tôi. Ánh mắt giống như bàn tay của ông sẫm mù mà tôi từng gặp. Đụng chỗ nào cũng dừng lại, vuốt vuốt bóp bóp, chắc là cho dễ hình dung. Rồi lần dò tới một chỗ khác, rờ nắng mê miết, và tôi đón nhận một cách hằng học, cục cằn. Hôm bán bầy dịch, cha tôi sắm một chiếc nhẫn vàng. Ông đẩy nó về phía tôi, ngượng ngập như sắp chết giấc, để dành khi đi lấy chồng. Tôi sặc ra một bụng cười. Trời ơi,
tôi biết lấy ai bây giờ? Suốt những tháng năm sống tù động trên đồng, tôi có biết ai ngoài những người đàn ông quê mùa cũ kỹ? Tôi biết lấy ai trong số đó? Lấy một người cắm mặt xuống đất, mệt nhừ với giường ruộng, để mỗi khi giáp hạt, tôi nghe tiếng cạo cháy của con, tiếng muỗng dừa vét gạo dưới đáy thạp mà rát bỏng trong lòng. Hay tôi sẽ chọn một người chăn dịch, mê mỏi với những chuyến đi xa, sống cuộc sống hờ hững tạm bợ, thấp thỏm với rủi ro, và đến một lúc nào ôm con nghe đêm của mùa gặt thật dài với tiếng rút rít của chồng cùng cô điếm già nua. Tôi lấy ai bây giờ? Một người thợ gặt, một anh chạy đò? Ý nghĩ là bản sao của má tôi làm tôi sợ. Tôi không chắc mình có đủ kiên nhẫn sống cuộc sống nghèo túng, nhàm chán đến suốt đời, hay nửa chừng bỏ dở và bi kịch chất đóng lên những người ở lại. Cha tôi hơi hoảng, vậy đó chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra xót xa vì sự quái dị khác thường của tôi. Cha tôi vừa kịp nhìn thấy điều ấy, bối rối đến mức không biết diễn tả sự đau lòng như thế nào, bằng mặt hay chỉ âm thầm trong lòng, mà có đau dường như cũng trễ. Cái ý nghĩ muộn màng, trễ tràng, không còn kịp nữa, như một cái rốn nước sâu hoáy, điên cuồng hút tôi vào, cảm thấy mọi nỗ lực của cha trở nên vô nghĩa. Tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ đến sự trừng phạt, sự báo ứng bất chấp trời im ắng, như đã nguôi quên chuyện cũ rồi, bây giờ đang vào mùa gặt đẹp nhất trong năm. Bây giờ, gió chướng non sập xòe trên khắp cánh đồng bất tận. Tên này tôi tự dưng nghĩ ra, gian các bờ ruộng, bông cỏ mực như những đường viền nhỏ liêu riêu làm dịu lại mảng rực vàng của lúa. Rất thính nhạy, như kênh kênh ngửi được mùi xác chết, đám thợ gặt đánh hơi kéo đến, những người nuôi dịch chạy đồng lục tục ở đằng sau. Những cánh đồng trở thành đô thị, những cánh đồng ngoan ngoắt thay đổi vị của nước từ ngọt sang mặn chát, những cánh đồng vắng bóng người và lúa rầy mọc hoang, nhớ đau nhớ đớn bàn chân xưa nghẽn trong bùn quánh, giờ đang vất vơ kiếm sống ở thị thành. Những cánh đồng đó đã hất hủi cây lúa và gián tiếp từ chối đàn dịch. Đất dưới chân chúng tôi bị thu hẹp dần, nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã tự quẫn chân mình vì không thể quay lại những cánh đồng cũ với người quen cũ. Tôi đã từng trở ngược về những nơi đó theo cách của tôi, bằng mường tượng. Tôi gặp nhiều đứa trẻ tên Hận, tên Thù mang khuôn mặt rách tâm của cha tôi, như đôi mắt sâu và chiếc mũi thẳng. Những đứa trẻ nhàu úa, cọc cằn cắm cẳng, chỉ tiếng chửi thề là tươi rối nhảy ra soi sói ở đầu môi. Và hình ảnh đó thật đến nỗi tôi bất giác lùi lại vì một đứa đang nhìn trân trối vào mình, ngạo nghễ: tao không thích học, chừng nào lớn tao đi chăn dịch, má tao hoặc ba tao dặn phải đánh chết tụi chăn dịch kia. Tôi giễu cợt: không biết mày có kịp lớn không. Và nó nhăn nhở cười trước khi tan mất vào dũng đêm. Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu được cái cười ấy. Đơn giản là ngay bây giờ, trên cánh đồng này cũng đang lãng vãng những thằng Hận. Chúng lớn hơn, cũng thất học, hung hãn. Bọn người này cướp dịch ở các bầy khác, trong đó có của tôi, bằng cách lén phết sơn đen lên đầu những con dịch và phơ phỡn đến nhận chúng là của mình, hiển nhiên mang đi. Bắt đầu xảy ra vài cuộc xô xát trên đồng. Người ta đem hết những bản năng hoang dã của mình để giành lại miếng ăn. Cha biểu tôi đứng ở đằng xa, chờ đợi. Rốt cuộc, bầy dịch của chúng tôi vẫn mất ngót một nửa. Chúng tôi ra về, cha tha thểu đằng trước với một thân xác như bùn sau cuộc đánh nhau. Cố đi tục lại phía sau, tôi giấu nỗi vui đang thổn thức cồn cào. Sẽ không ra gì nếu một đứa con gái tỏ ra mừng rỡ khi cha nó bị đánh tả tơi. Nhưng rõ ràng là cha tôi đang thay đổi, đang sống lại những cảm xúc bình thường nhất. Tôi thích ông như thế này. Sau này, tôi luôn hối tiếc là tại sao ngay lúc ấy không chạy đến và cùng sống bước cùng ông. Tại sao tôi không nhìn ông và mỉm cười, để khi đám người kia cắt đồng, tôi đã không còn cơ hội.
Ba người họ ập tới từ phía sau, quay lấy tôi, quần áo vẫn đẫm bùn, mặt mũi sưng sỉa. Những thằng con trai hơi ngỡ ngàng khi nhìn thẳng vào tôi, một đứa gầy gò chạc thằng Điền, lau dải ròng rãi trên khóe miệng, thản thốt: "Con nhỏ đẹp quá mày." Tôi coi đó là lời phán quyết cho mình. Giọng điệu của hắn giống như đang tấm tắc trước một món hàng đã mắt, và món hàng bị ghì ngửa trên mặt ruộng bì bõm nước. Tôi ngạc nhiên thấy bầu trời im sẫm, mênh mông, không biết đã tắt nắng hay mặt trời không phói được ánh sáng đến nơi này, hay những khuôn mặt nghèo đói, dốt nát tăm tối đã che mất nó. Ngoái nhìn về phía cha và thấy ông lầm lũi đằng xa, tôi mong ông đừng quay mặt lại. Sau đó thử chống cự lại một lần rồi thôi. Sự dùng dãy chỉ kích thích lòng ham muốn. Tôi không muốn bị đè nghiến, bị dùi nghẽn trong bụng. Bọn chúng hơi khó chịu trước một đứa con gái yếu ớt và câm lặng. Sự hưng phấn giảm đi ít nhiều, đến nỗi chúng tỏ ra đờ đẫn, nghi hoặc khi bóc trần tôi ra. Sao đúng lúc vậy nè, tôi buồn nẫu nê. Tôi vừa le lói nhìn thấy con đường dẫn đến cuộc sống bình thường, tôi vừa nghĩ trên con đường đó sẽ gặp người con trai nào đó để thương yêu. Nhưng cố không để cảm giác đau tiếc làm mình liệm vào chết, tôi cười cợt: "Chúng mày có lột bỏ trăm ngàn tầng tầng lớp lớp những vỏ bọc cũng chẳng bao giờ thấu đến tận tao." Ý nghĩ đó làm tôi bớt nhói cho nông nỗi này. Vậy thì cha ơi, quay lại làm gì? Tôi than thầm khi nghe tiếng chân ông nôn nã, giận dữ lõm thõm trên mặt nước. Cha tôi lao vào gầm gừ, nắm cổ một tên bật ngửa ra đằng sau như một người cố cất cái vó sông nặng nề đẫm nước. Tôi khóc vì thấy ông đã kiệt sức hoàn toàn, và tôi buộc miệng thất thanh: "Điền, Điền ơi!" Khi một tên dí đầu ông dập xuống bùn, tiếng gọi ấy làm cha đau đến sững sờ. Ông rướn nước mặt về phía tôi, miệng há hốc. Tôi chợt hiểu, ngay lập tức hối hận tràn đầy. Trong ý thức cầu cứu, một bản năng đơn giản nhất, đứa con gái đã quên mất người cha. Thằng Điền thì ở xa, cánh đồng vắng ngắt, chấp chế dài cánh cò. Tôi biết rằng không có cái gì làm cho cuộc chiếm đoạt này dừng lại. Cha không chấp nhận điều đó, ông liên tục dùng dãy. Một tên côn đồ ối lên một tiếng, bụm lấy mắt, vừa kêu rên vừa chửi bới ngậu xị. Không đánh trả, nó có cách trừng phạt khác. Nó đè nghiến giữ cho mặt ông hướng về phía tôi, và bọn chúng thay phiên nhau giữ cho cha chỉ một tư thế đó. Mắt cha tôi ẩn ẩn nước, tôi không rõ là phèn hay là máu nhòe nhoẹt. Thôi ngang, ông trời, như thế này là đủ rồi, đừng thêm nữa. Ước gì cha tôi hiểu, để mà thanh thản. Xưa này, cái gì không biết, hai chị em đã thử, đó là một cách tự học để sống. Chỉ có sự giao tiếp giữa thân xác là tôi chưa từng trải qua. Nhưng lúc này, cảm giác thật đơn điệu. Đầu tiên là sự xé toạc, và từ rách nát đau đớn như lũ kiến cánh được giải thoát, chúng bò rân khắp thân thể, tôi thấy mình đang chết. Rồi ký ức ùa về kinh hãi. Vẻ mặt má tôi cái hôm bị người đàn ông bán giải đo lên người, hình như không phải là khoái lạc thăng hoa, nó giống như tôi bây giờ, đau ràn rụa, nhói tận chân tóc. Trời ơi, tại sao tôi không nhận ra điều đó ngay lúc ấy? Để giấu kín nỗi ám ảnh trong lòng, giả đò tươi cười với má, xem như không có chuyện gì, để chiều chiều cùng má ra sông, hỏi nhau không biết chừng nào thì cha về. Mặt trời le lói ánh sáng trở lại khi trên đồng chỉ còn hai thân thể nhầu nhừ. Hai đó giải từng chùm chim én lên cao, chúng cố trao liền để khỏi phải rơi như lá. Người cha cởi áo trên người để đắp cho đứa con gái. Ông ta bò quanh nó, tìm bất cứ cái gì để có thể che cơ thể nó dưới mặt trời. Dường như đứa con gái đang chết, chỉ đôi mắt là rưng rức, chớp mở không thôi. Câu đầu tiên nó hỏi: "Không biết con có bị có con không hả cha?" Nó hơi sợ hãi, cảm giác một cái gì nhỏ xíu nhưng lanh lợi như con lăng quăng đang ngụp lặng trong nó. Đứa con gái thoáng nghĩ, rớt nước mắt: "Trời ơi, có thể mình sẽ sinh con." Nhưng nó chấp nhận việc ấy dù phũ phàng.
với nó chấp nhận cũng là một thói quen. Đứa bé đó nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ, hay Diệu, Xuyến, Thường. Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời. Và được mẹ dạy là trẻ con đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn.